Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 46. Mặt trời lên cao mới dậy. Lúc Diệp Quân và Từ Thụ ra khỏi phòng, Từ Nhu đang ngồi ăn cơm trên bàn ăn, nàng ta nhìn hai người nhoẻn miệng cười xấu xa, ánh mắt đó hơi thô tục. Mặt Từ Thụ đỏ bừng, lúc bắt đầu đêm qua còn không dám lớn tiếng, nhưng sau đó lúc quan hệ thì đâu còn có thể kiềm chế được. Nghĩ đến cảnh tượng tối qua, mặt Từ Thụ đỏ bừng, cả người cũng hơi mềm nhũn. Da mặt Diệp Quân dày hơn một chút, hắn kéo Từ Thụ đến trước bàn ăn, Từ Nhu cũng nấu đồ ăn cho họ. Từ Nhu nhìn hai người, không sợ làm em bé bị thương sao? Nghe thế mặt Từ Thụ lại đỏ bừng, động tĩnh sau đó quả thật quá lớn. Đúng lúc này cánh cửa mở ra, một người phụ nữ bước vào. Người đến là Từ Chân. Ba người phụ nữ tề tựu. Từ Chân bước đến bàn ăn ngồi xuống, cô ta nhìn Từ Thụ và Diệp Quân, cười nói, hai người có phải đã làm chuyện xấu không? Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Lần này Từ Thụ lại không ngượng nữa, nàng ta chỉ nhìn Diệp Quân mỉm cười. Diệp Quân kéo Từ Thụ lại, dịu giọng nói, là ta kích động. Từ Thụ lắc đầu, ta và huynh vốn dĩ là vợ chồng, làm gì cũng đều là chuyện bình thường. Diệp Quân mở cờ trong bụng, nắm chặt tay Từ Thụ. Từ Nhu hơi bất mãn, các ngươi xem bọn ta là không khí đấy à? Từ Thụ mỉm cười, nhị tỷ, hôm nay tỷ nghe lén bao lâu rồi? Từ Nhu chớp mắt, phủ nhận, không có. Từ Thụ nhìn Từ Nhu, lần sau đừng nghe lén nữa, vào trong nhìn tốt biết mấy. Vẻ mặt Từ Nhu cứng đờ. Có đôi khi là như thế, mình không ngại thì người ngại chắc chắn là người khác. Từ Chân bỗng nói, lần sau ta sẽ đến xem. Mọi người. Từ Chân nhìn ba người, lại nói, các ngươi đừng bày ra vẻ mặt đó, ta nghiêm túc đấy. Diệp Quân và Từ Thụ cạn lời. Lúc này Từ Chân nhìn Diệp Quân, cậu sắp rời khỏi đây à? Diệp Quân gật đầu, ừ. Từ Chân khẽ gật đầu, cười nói, vừa đúng lúc. Diệp Quân khó hiểu, vừa đúng lúc gì cơ? Từ Chân cười nói, không có gì, chúng ta ăn cơm thôi. Từ Thụ và Từ Nhu nhìn Từ Chân, không nói gì. Diệp Quân nói, Chân tỷ, là chuyện của vũ trụ kiếp sao? Từ Chân cười nói, đều là chuyện nhỏ. Diệp Quân thở dài, Chân tỷ, tỷ đừng gạt bọn ta, nếu có chuyện gì, tỷ cứ nói ra, được không? Từ Chân suy nghĩ, sau đó nói, hôm nay ta viết xong sách rồi. Diệp Quân nói, thế nên tỷ cũng đi à? Từ Chân gật đầu. Từ Nhu bỗng nắm lấy tay Từ Chân, khẽ nói, đại tỷ tỷ mạnh như vậy. Nhìn vẻ lo lắng trong mắt Từ Nhu, Từ Chân mỉm cười, đừng nghĩ nhiều, cũng đừng lo. Nói rồi cô ta nhìn Diệp Quân, ngược lại là cậu, ta vẫn hơi lo cho cậu. Diệp Quân khó hiểu, ta ư. Từ Chân gật đầu, nhưng không nói gì nhiều. Diệp Quân đang định hỏi, Từ Chân bỗng nhìn Diệp Quân, đi với ta đến một nơi. Diệp Quân gật đầu, được. Từ Chân nhìn Từ Thụ, cười nói, cho ta mượn một buổi chiều nhé. Từ Thụ gật đầu, của ta cũng là của đại tỷ, tỷ muốn dùng thế nào cũng được. Diệp Quân cạn lời. Từ Chân lắc đầu khẽ cười. Sau khi ăn uống xong, Diệp Quân đi theo Từ Chân ra ngoài. Ở một bên giường, Từ Nhu cúi đầu nhìn hai người Diệp Quân đang đi về phía xa, hơi bất mãn nói, nếu ngày đó tên này quyết đoán hơn, hắn đã có thể chiếm được trái tim đại tỷ rồi. Chỉ một chút nữa thôi, đã cởi cả quần rồi, thế mà hắn còn không vào, tức chết mất. Từ Thụ kéo tay Từ Nhu, lắc đầu, tỷ nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Từ Nhu thở dài. Từ Thụ lại nói, nhị tỷ, đừng nghĩ nhiều nữa. Cho dù là đại tỷ hay tiểu quân, họ đều giống người có đã trải nghiệm, tỷ nghĩ họ không biết mấy tâm tư nhỏ của tỷ sao. Từ Nhu im lặng không nói. Từ Thụ nói tiếp, để họ tự do phát triển đi. Từ Nhu lắc đầu, không được, ta phải bỏ thuốc cho họ. Từ Thụ, Từ Chân dẫn Diệp Quân đến một bờ biển, cô ta kéo tay Diệp Quân đi dọc theo bờ biển. Gió biển phảng phất, hơi lạnh. Từ Chân khẽ vuốt mái tóc bị gió biển thổi tung, khẽ cười nói, khi mới đến ngôi sao màu xanh, ta thường đến đây đi dạo, ta thích cảm giác yên bình này. Diệp Quân gật đầu, ta cũng thích cảm giác này, không cần ngày nào cũng thiêu đốt xác thịt và linh hồn. Mỗi ngày đều ăn uống ngủ nghỉ, rất thoải mái. Từ Chân cười nói, sa đọa. Diệp Quân cười nói, đúng thật. Từ Chân mỉm cười,
cô ta quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt hiện lên vẻ luyến tiếc. Ngắm lại lần cuối trong đời. Lúc này Diệp Quân bỗng bước đến một bên, nơi đó có một cô bé đang cầm mười mấy đóa hoa hồng, đang giao bán. Diệp Quân trả tiền, sau đó cầm một đóa hoa hồng yêu kiều đến trước mặt Từ Chân, hắn đưa cho Từ Chân cười nói, Chân tỷ. Từ Chân mỉm cười, nhận lấy hoa hồng rồi đưa lên ngửi, sau đó nói, thơm quá. Diệp Quân bỗng cúi người hôn lên môi Từ Chân run lên. Một lúc lâu sau mới tách ra. Diệp Quân cười nói, ta là người đầu tiên hôn tỷ nhỉ. Từ Chân lắc đầu, không phải. Diệp Quân sửng sốt. Từ Chân cong môi, người đầu tiên hôn ta là Từ Nhu. Diệp Quân bật cười. Từ Chân bỗng ôm lấy Diệp Quân, cười nói, có muốn chơi bốn không? Hả? Diệp Quân không hiểu. Thấy Diệp Quân nghe không hiểu mô tê gì sất, nụ cười trên mặt Từ Chân càng trở nên danh ma. Làm hắn không khỏi cười khổ, thầm nhủ văn hóa hệ Ngân Hà đúng là thâm sâu khó lường, có mấy câu nói gì mà chẳng hiểu. Thấy vẻ mặt hoang mang của hắn, Từ Chân bảo ta không nói giỡn. Rồi kéo hắn đi về trước. Có vô số người đang đi dạo dọc bờ biển, rất nhiều trong số ấy đều đang nhìn bọn họ. Nhất là Từ Chân một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đến nỗi khiến người khác phải thẹn. Bỗng có mấy gã đàn ông bước tới chặn đường họ, người đi đầu cười hỏi Từ Chân, làm quen không người đẹp. Tuy bên cạnh Từ Chân là Diệp Quân đẹp trai cao giáo nhưng gã ta vẫn muốn thử một phen, bởi gã cho rằng đàn ông chỉ được cái vẻ đẹp mã thì cũng vô tích sự, quan trọng là phải xem ai nhiều tiền hơn. Thế là gã nâng tay trái lên để trước ngực, để lộ chiếc đồng hồ trị giá mấy triệu đồng hoa hạ. Vốn gã cho rằng làm thế này có hơi mất giá nên không định khoe ra, nhưng có đôi khi vẫn nên chứng tỏ giá trị của mình nên quyết định làm theo. Từ Chân không trả lời câu hỏi của đối phương mà lại quay sang hỏi Diệp Quân, được không? Diệp Quân vươn tay chỉ vào mặt biển phía xa, nói với gã đàn ông, thấy bên đó không? Gã ta nhíu mày, thấy gì? Hắn vung tay làm động tác chém. Phập! Một tia kiếm khí dài nghìn trượng lao thẳng từ trên trời xuống. Tách biển làm đôi, dâng lên ngọn sóng cao tận mấy chục trượng. Ai nấy đều hốt hoảng. Gã đàn ông đặt mông ngồi bệt xuống đất, mặt trắng bệch như vôi, sao sao sao. Từ Chân nhìn Diệp Quân với đôi mắt như làn thu thủy và nụ cười động lòng người trên môi. Hắn liếc nhìn gã đàn ông, bật ra một tiếng cười khẩy rồi kéo cô gái rời đi. Những người khác ở gần đó bỏ chạy tán loạn. Khiến bãi biển trở nên im lặng chỉ trong phút chốc. Từ Chân nhìn Diệp Quân, chỉ cười không nói. Hắn lúng túng, sao vậy? Cô ta nói, đêm nay ta sẽ viết sách. Diệp Quân, rồi thế nào nữa? Từ Chân bất ngờ nhón chân lên, thì thầm vào tai hắn, đêm nay, ta, cậu và Tiểu Thụ ngủ với nhau được không? Đầu óc Diệp Quân thoát cái trống rỗng, máu sôi trào khắp toàn thân khi thứ cảm xúc nguyên thủy nào đó như muốn phá đê mà ra. Thấy hai má hắn đỏ lựng. Từ Chân lại mỉm cười đầy quyến rũ, được không nào? Diệp Quân nuốt khan, Chân tỷ, làm vậy, có được không? Từ Chân nguyết hắn, quở trách, nói dối. Rõ ràng muốn vậy còn gì? Diệp Quân, Từ Chân nắm tay hắn, dịu dàng mở lời, hãy nhớ, phải luôn đối mặt với nội tâm của mình, đừng nên giấu giếm. Chỉ có như vậy thì kiếm đạo của cậu mới tiến bộ, hiểu chưa? Diệp Quân, nhưng nếu trong nội tâm của ta có những thứ đen tối thì thế nào? Từ Chân, thì chấp nhận chúng. Diệp Quân, cho dù đó là một mặt hắc ám. Từ Chân gật đầu, đương nhiên, nhưng cũng phải phân biệt. Ví dụ như cậu muốn lên giường cùng ta và Tiểu Thụ, suy nghĩ này có làm tổn thương gì đến người khác không? Nếu không thì việc gì phải giấu giếm? Diệp Quân, Từ Chân mỉm cười, không sao cả, rồi sẽ phải trưởng thành thôi, cứ từ từ. Diệp Quân, ta học hỏi được rất nhiều khi ở bên Chân tỷ đấy. Từ Chân, ở cùng cậu, ta cũng rất vui. Diệp Quân hỏi lại, vui ư? Từ Chân gật đầu, vì có thể chọc cậu. Vừa dứt lời, cô ta đã phá ra cười khanh khách, cặp đào tiên cũng run run theo. Diệp Quân hết sức tự nhiên mà nhìn không chớp mắt, nói ta cũng rất vui. Thấy đối phương nhìn sang, hắn giải thích, tuy tỷ hay chọc ta nhưng ta cũng được lợi nhiều. Từ Chân chớp mắt, nụ cười dần trở nên ma mị, có muốn được nhiều hơn không? Diệp Quân lắc đầu. Từ Chân thoáng ngẩn ra, vì sao? Diệp Quân cười đáp,
vì không đánh lại tỷ. Từ Chân bật cười một hồi lâu rồi nắm tay hắn, ta sẽ không đánh cậu. Diệp Quân cũng cười cười, ngẩng đầu nhìn không trung. Ngày mai là Vĩnh Sinh Đại Đế đến rồi. Từ Chân, định chiến đấu một mình sao? Diệp Quân gật đầu. Mối ân oán này đã đến lúc phải chấm dứt rồi. Dù sao Tháp Gia vẫn còn nằm trong tay đối phương. Tháp Gia chua xót nghĩ, thằng danh này cuối cùng cũng nhớ đến mình. Từ Chân cười cười, đến lúc đó ta sẽ cổ vũ cho cậu. Diệp Quân gật đầu, được. Từ Chân lại nắm tay kéo hắn đi. Bọn họ nhanh chóng đi vào một quán ăn bên bờ biển, bên trong chỉ có lác đác vài người. Cô gái gọi một bàn tràn đầy hải sản. Chỉ vào một món trong đó, hỏi, biết đây là món gì không? Diệp Quân cười đáp, tôm hùm. Từ Chân ngạc nhiên, cậu ăn rồi sao? Diệp Quân gật đầu, phải. Từ Chân, vậy nếm lại thử xem. Nói rồi dùng tay lột vỏ tôm, thả vào chén hắn. Diệp Quân nhìn cô ta một cái rồi cúi đầu ăn. Hai người cứ thế dùng bữa đến tối muộn. Đến lúc rời đi, Từ Chân lại lấy từ đâu ra mấy chục chai rượu trắng. Diệp Quân lắc đầu cười, Chân tỷ à, tu vi của ta đã khôi phục rồi, sẽ không say nữa đâu. Từ Chân chớp mắt, thế thì dễ thôi. Nói rồi cô ta đứng lên, đi đến vỗ nhẹ vào vai hắn. Tu vi Diệp Quân một lần nữa bị phong ấn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn ngu cả người. Qué gì thế này? Từ Chân, uống nào. Diệp Quân chỉ biết trải qua chấn động trong câm lặng, không ngờ Chân tỷ có thể phong ấn tu vi hắn mà hắn không làm được gì. Từ Chân cười, đừng lo, chỉ có tác dụng trong đêm nay thôi, ngày mai cậu sẽ trở lại bình thường. Diệp Quân không khỏi cảm thấy bội phục từ tận đáy lòng. Ngay cả mệnh vận đại đế còn không phải là đối thủ của hắn vào lúc này, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì được Chân tỷ. Ôi! Diệp Quân thở dài trong lòng. Chẳng biết còn phải đi bao lâu nữa mới đạt đến vô địch đây. Có đôi khi hắn chỉ muốn nằm ra đó làm con ông cháu cha ngồi mát ăn bát vàng cho rồi. Chỉ thấy Từ Chân giơ chai rượu về phía hắn, cạn ly. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, nói, không công bằng. Chân tỷ cũng phải phong ấn tu vi cơ. Từ Chân gật đầu, được thôi. Cứ thế, hai người ăn uống đến tận khuya. Thanh toán xong rồi, Từ Chân lại dẫn Diệp Quân trở về nhà trọ nơi Từ Nhu và Từ Thụ đang ở. Hai người kia thấy họ nồng nặc mùi rượu thì đồng loạt nhíu mày. Lại thấy Từ Chân lôi ra thêm một đống rượu trắng nữa, uống tiếp nào. Diệp Quân trợn trắng cả mắt, nằm vật sang bên. Từ Nhu đỡ Từ Chân, còn uống gì nữa chứ, mau vào nghỉ ngơi. Từ Chân chỉ cười, Tiểu Nhu à, lâu lắm mới đông đủ một lần, chúng ta cứ uống cho đã đi được không? Từ Nhu nhìn cô ta một hồi rồi gật đầu, được. Từ Chân cười khà khà, vươn tay vỗ lên vai hai cô em gái, lập tức phong ấn tu vi họ lại. Cả hai cũng ngớ người. Từ Chân cười, phải uống cho say mới vui. Rồi kéo cả hai cùng ngồi xuống. Diệp Quân cũng bị cô ta sốc dậy, khi thấy hắn ngả nghiêng lảo đảo thì còn ngồi vào kế bên để đỡ cho. Thấy Diệp Quân đã say bí tỉ, Từ Thụ nhìn Từ Chân, cảm thấy vị đại tỷ này chắc chắn lại muốn hỏi ba thứ linh tinh rồi. Nghĩ đến đây, nàng ta bất chợt đỏ mặt. Sau đó, bốn người vừa cạn ly vừa trò chuyện. Diệp Quân nằm trong lòng Từ Chân, vừa uống vừa nghe ba chị em nói về những chuyện xảy ra khi còn bé, càng lúc càng vui vẻ. Cứ thế, bọn họ chỉ kết thúc khi đêm đã sâu. Thấy Từ Nhu và Từ Thụ đều đã vắng vất, Từ Chân chợt nở một nụ cười kỳ lạ. Cô ta vác Diệp Quân lên giường, rồi lại đưa hai cô em lên nằm hai bên trái phải của hắn. Sắp xếp xong rồi, Từ Chân lại vội vã đi lấy giấy bút đến rồi ngồi một bên nhìn chằm chằm. Nhưng không ai nhúc nhích, vì đã xỉn quắc cần câu rồi. Cô ta thấy vậy thì nhíu mày. Không ai làm gì hết thì sao mà coi cho được. Sau một hồi suy nghĩ, Từ Chân quyết định cởi phăng quần áo cả ba. Làm xong xuôi rồi, Từ Chân lại ngồi vào một bên. Nhưng thời gian qua lâu, cơn buồn ngủ đánh úp làm cô ta không chịu nổi mà nghiêng đầu thiếp đi mất. Không biết qua bao lâu sau, Diệp Quân cảm thấy bên người mềm mại vô cùng. Cho rằng đó là Từ Thụ, hắn mỉm cười, không nghĩ ngợi nhiều mà đưa tay chạm lấy nơi nào đó. Cảm xúc mềm mại truyền lại làm đáy lòng hắn rung động, bên dưới cũng theo đó mà.
một tiếng rên rỉ vang lên. Cảm thấy có gì đó không đúng, Diệp Quân mở mắt ra, khi nhìn thấy người trong lòng mình là ai thì đầu óc trống rỗng. Là Từ Nhu, không phải Từ Thụ. Vậy Từ Thụ đâu? Diệp Quân ngu người. Hắn ngoái đầu ra sau, thấy Từ Thụ đang ngủ ngon lành. Còn Từ Chân, Diệp Quân lại quay phát sang nơi khác, nhanh chóng phát hiện Từ Chân cũng đang ngủ một bên. Chẳng lẽ mình mượn sai làm loạn? Cõi lòng Diệp Quân rối loạn tưng bừng. Đúng lúc này, cô gái trong lòng hắn như cảm nhận được gì mà nhíu mày khó chịu. Bởi vì vẫn còn bị phong ấn tu vi mà. Bỗng Từ Nhu bất thình lình mở to mắt, khi thấy tình cảnh giữa mình và Diệp Quân thì cũng sững ra. Chuyện gì thế này? Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí như ngưng đọng, rồi lại có phần ái muội. Bởi vì họ vẫn còn đang. Nên ra, hay nên vào luôn. Đầu óc Diệp Quân loạn cào cào. Từ Nhu nhìn hắn chằm chằm, hai tay siết lại trong im lặng. Diệp Quân chần chừ, đang định rút ra thì thấy Từ Nhu nhíu mày thật chặt vì đau đớn. Làm hắn vội vàng dừng lại. Sắc mặt Từ Nhu trở nên lúng túng. Bầu không khí càng thêm mập mờ. Lại qua mọi hồi do dự, Diệp Quân cúi người ghé vào bên tai nàng ta, vốn định nói đây chỉ là hiểu lầm. Nhưng lời đến khóe miệng lại không cách nào nói ra. Hiểu lầm ư? Trên đời có hiểu lầm nào như thế này à? Cuối cùng, hắn không giải thích cũng không trốn tránh, chỉ nhẹ nhàng cử động. Dù gì cũng thế này rồi. Lý do lý chấu với trốn tránh gì đó đều không đáng mặt đàn ông. Ban đầu Từ Nhu còn không quen, nhưng dần dà. Không biết do say rượu hay là gì mà từ đầu đến cuối, nàng ta đều không phản kháng, cũng không từ chối. Cũng chính là êm ái, chậm rãi, từng chút một. Hoa mai đóa đóa nở dưới thân. Đêm muộn mưa rơi cùng tuyết hạ. Từng giọt nhỏ thấm nhuần. Không biết qua bao lâu sau, Diệp Quân tranh thủ cúi người xuống, nắm tay Từ Nhu. Nàng ta gối đầu lên tay hắn trong im lặng. Diệp Quân đánh cái thở dài trong lòng. Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Làm sao mà uống say xong rồi lại thế này? Chẳng lẽ là vì huyết mạch phong ma? Huyết mạch phong ma. Từ Nhu cử động như muốn ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích đã nhíu mày. Diệp Quân thì thầm, sao vậy? Từ Nhu, dậy thôi. Diệp Quân chần chừ, trời còn chưa sáng mà. Từ Nhu ngẩng đầu nhìn hắn, hắn im lặng nhìn lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Bỗng Diệp Quân cúi người đặt một nụ hôn lên trán nàng ta, nằm với ta thêm chút đi. Từ Nhu hơi rũ đầu, nói sau một hồi im lặng, ta biết ngươi ghét ta. Chúng ta có thể xem như chưa có gì xảy ra. Những lời này của Từ Nhu khiến Diệp Quân nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt nàng ta mà hỏi lại, chưa có gì xảy ra. Từ Nhu gật đầu. Diệp Quân, tỷ nghĩ làm vậy là được sao? Từ Nhu ngẩng đầu đối mặt với hắn, bằng không thì thế nào? Hai người không chút kiêng dè nhìn thẳng vào mắt nhau. Đúng là một cô gái quật cường. Một hồi sau, hắn thấp giọng hỏi, vậy là tỷ cứ ngủ với ta không tốn một xu nào thế à? Câu này khiến khóe mắt Từ Nhu giật giật, lạnh lùng đốp lại, muốn ta trả tiền ấm giường cho ngươi chứ gì? Diệp Quân cười cười, vươn tay ôm lấy đối phương, thì thầm, ta thật sự không ngờ chuyện này sẽ xảy ra, nhưng cũng sẽ không lấp liếm dối trá. Hay là chúng ta đừng cãi nhau nữa, chung sống trong hòa bình không tốt hơn sao? Thấy ngữ khí hắn dịu đi, Từ Nhu khẽ rũ mắt, không nói gì. Bỗng Diệp Quân cúi xuống hôn lên môi nàng ta khiến nàng ta giật mình nhưng không phản kháng. Một hồi sau, Từ Nhu nhận ra có gì đó bất thường bèn thốt lên, đau. Diệp Quân mỉm cười, ta không làm gì cả. Từ Nhu nhìn hắn với ánh mắt phức tạp rồi chôn mặt vào lồng ngực hắn, nghĩ mãi cũng không ra cảm xúc hiện tại trong lòng mình là gì. Diệp Quân cũng khe khẽ thở dài, tự hỏi sao mọi chuyện lại thành ra thế này rồi. Định lực của hắn đâu có kém dữ vậy. Hay là bị huyết mạch phong ma quấy. Huyết mạch phong ma. Một đêm trôi qua. Đến trưa hôm sau. Bốn người ngồi quanh bàn ăn trong một bầu không khí kỳ lạ. Từ Chân hết nhìn Từ Thụ rồi lại nhìn Từ Nhu, đoạn chột dạ cắm mặt vào ăn mì trong im lặng. Từ Thụ thì vẫn đang nhìn Diệp Quân và Từ Nhu, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Diệp Quân có chút lúng túng không được tự nhiên. Nhưng những lúc như thế này, hắn đương nhiên phải ra mặt. Sau một hồi suy nghĩ,
hắn nói, hôm qua bị đại tỷ chuốc say nên hai ta. Trước tiên là phải đổ vỏ. Từ Chân cười, ta biết rồi, tất cả là tại rượu. Diệp Quân. Từ Nhu bỗng nói, đi làm việc đi. Thấy Diệp Quân nhìn sang, nàng ta nói, hôm nay là ngày cuối ngươi ở lại ngôi sao màu xanh, chẳng phải còn rất nhiều việc cần xử lý sao? Diệp Quân gật đầu. Từ Nhu, không những có Vĩnh Sinh Đại Đế sắp đến mà còn rất nhiều việc liên quan sau đó. Bây giờ không phải lúc để ngươi đặt tâm tư vào chuyện nhi nữ tình trường. Diệp Quân khe khẽ gật đầu, Từ Nhu, nhanh chóng đi xử lý đi. Diệp Quân bèn đứng dậy. Lại nghe Từ Nhu nói, đợi đã. Diệp Quân nhìn lại, chỉ thấy nàng ta đi đến trước mặt mình, nếu ta đoán không sai thì cha và cô ngươi cũng sẽ đi. Diệp Quân gật đầu, hẳn là vậy. Từ Nhu ra chiều do dự, cuối cùng lại chỉ nói, đi đi. Diệp Quân bắt lấy tay nàng ta, tỷ muốn bảo ta nhờ họ giải quyết giúp một số việc rồi hãy đi. Từ Nhu im lặng cúi đầu. Diệp Quân mỉm cười, nhưng có những con đường phải do chính ta bước đi. Sắc mặt Từ Nhu trở nên phức tạp, thật sự sẽ rất gian nan, còn khó khăn hơn cha ngươi năm xưa. Diệp Quân chỉ gật đầu, ta đã chuẩn bị tâm lý rồi. Từ Nhu chăm chú nhìn hắn suốt một hồi mới gật đầu, được. Diệp Quân mỉm cười, ta đi đây. Rồi xoay gót đi. Từ Nhu vẫn im lặng đứng đó sau khi hắn đã khuất dạng hồi lâu rồi mới trở về chỗ ngồi, nâng mắt lên nhìn Từ Chân. Đối phương giả ngơ, Tiểu Nhu nhìn ta làm gì? Từ Nhu, là tỷ làm đúng không? Từ Chân làm bộ nghiêm túc, sao có thể? Không hề. Tỷ không đời nào làm ra loại chuyện này. Từ Nhu chỉ im lặng nhìn cô ta chằm chằm. Làm Từ Chân bỗng chột dạ, tại bọn muội uống nhiều quá thì có. Từ Nhu lạnh lùng đột lại, uống nhiều còn biết cởi đồ nữa cơ à. Từ Chân chớp chớp mắt trong im lặng. Từ Nhu tiếp tục, hơn nữa, vừa khéo làm sao mà ta và tiểu thụ đều bị lột sạch, có mỗi tỷ là không. Từ Chân khoát tay, thôi được rồi, đồ đúng là do ta cởi. Nhưng chuyện giữa hai đứa là ta không có ép uổng gì hết. Từ Nhu lại nhìn cô ta chằm chằm. Sở dĩ nàng ta không trách Diệp Quân là vì nàng biết hắn không phải chủ mưu. Tên đó mặc dù có lúc xấu tính nhưng sẽ không xấu đến trình độ này. Từ Thụ lại càng không thể nào, nên chỉ còn có Từ Chân mà thôi. Từ Chân bỗng hỏi, liệu sẽ có em bé không? Từ Nhu đứng phát dậy nhào về phía Từ Chân. Cảnh tượng hai tỷ muội vui đùa với nhau khiến Từ Thụ lắc đầu cười. Ghen ư? Ban đầu đúng là có một chút, nhưng về sau, lại hết rồi. Từ Chân thở dài trong lòng, chẳng biết hồi bé thề thốt lung tung chi không biết. Có gả cũng gả cho một người á. Linh CMN nghiệm rồi. Rời khỏi khu dân cư Vân Hải rồi, Diệp Quân đi đến quán rượu tìm Tô Tử. Vì thói quen thức đêm làm việc mà cuộc sống của cô ấy cứ gọi là ngày đêm đảo lộn. Khi Diệp Quân đến, cô nàng vẫn còn đang say ngủ. Thế là hắn ngồi ở mép giường, nhìn cô gái đang say giấc nồng, đặt một nụ hôn lên trán cô, tôi đi đây. Tô Tử im lặng không đáp. Nhưng khi Diệp Quân vừa rời khỏi căn phòng rồi, hai hàng nước mắt bỗng lăn dài trên má cô. Cô không dám mở mắt. Chỉ sợ vừa nhìn thấy người kia sẽ không kiềm được mà muốn đi cùng hắn. Tìm thấy cha và cô. Rời khỏi quán rượu rồi, Diệp Quân lại đi đến kiếm đạo viện, thấy Song Song và Mục Vân đã trở về, Mộc Uyển Du cũng có mặt. Hai người trước đã lĩnh ngộ được kiếm ý. Diệp Quân cười nói với cả ba, hôm nay tôi đến để từ biệt. Song Song và Mục Vân đồng thời kinh ngạc. Mộc Uyển Du thì im lặng cúi đầu, sắc mặt ảm đạm hẳn đi. Diệp Quân lại nói, tôi phải đi rồi. Mục Vân, vì sao vậy thầy? Diệp Quân, phải về nhà. Về nhà. Mục Uyển Du ngẩng lên nhìn hắn, hai tay lẳng lặng siết chặt. Song Song hỏi, chúng ta còn cơ hội gặp lại không? Diệp Quân, nếu mọi người thi đậu vào Ngân Hà Tông thì sẽ có. Song Song nghiêm túc đáp, thầy yên tâm, chắc chắn bọn này sẽ đậu. Diệp Quân bật cười, tốt. Rồi không chút kiêng dè nắm tay Mộc Uyển Du kéo lại gần, tôi đi rồi, về sau ở cùng với Tô Tử, nhớ phải chăm sóc nhau nhé. Cô ấy khẽ gật đầu, được. Song Song và Mục Vân thức thời lui xuống. Khi chỉ còn lại hai người, Diệp Quân nhìn cô gái đang chìm vào im lặng trước mặt, không có gì muốn nói với tôi sao?
Nước mắt dâng đầy trong mắt Mộc Uyển Du, anh, có còn trở lại thật không? Diệp Quân gật đầu, thật. Mộc Uyển Du đáp lại, vậy tôi sẽ đợi anh. Diệp Quân nắm tay cô, chỉ vào chiếc nhẫn trên tay cô, tôi có thể mở ra. Nhưng cô ấy lắc đầu, tôi muốn tự tay mở ra, để xem anh để lại cho tôi những gì. Diệp Quân cười, được. Mộc Uyển Du nhón chân lên hôn hắn một hồi lâu, đoạn ghé vào tai hắn thì thầm, đợi anh trở về, tôi và Tô Tử sẽ. Càng nói càng lý nhí, mặt càng lúc càng đỏ. Tim Diệp Quân đập thùng thùng, vậy. Mộc Uyển Du gom hết dũng khí nhìn hắn đầy xoắn xuýt, vậy nên anh nhất định phải trở lại, hiểu không? Diệp Quân lắc đầu cười. Hắn nhấc chân rời đi kiếm đạo viện một hồi, chợt như cảm nhận được gì mà quay lại, thấy Mộc Uyển Du vẫn đang đứng ở cổng, lẳng lặng dõi theo. Cho dù đã thu hồi ánh mắt, hắn cũng biết mình sẽ không bao giờ quên được hình bóng ấy. Một nỗi luyến tiếc không dứt dâng lên, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Hắn gọi, ám u. Một cái bóng mờ xuất hiện sau lưng hắn. Diệp Quân, phái người âm thầm bảo vệ họ. Đối phương gật đầu, vâng. Diệp Quân gật đầu rồi tiếp tục đi về trước. Điểm đến kế tiếp của hắn là lớp học của Ngao Thiên Thiên. Lúc này đang là giờ lên lớp của cô ấy, đám học sinh vừa thấy Diệp Quân xuất hiện thì mặt ai cũng sụ xuống. Bởi mỗi lần người này đến thì cô giáo đều sẽ cho tan học. Thế nhưng lần này Ngao Thiên Thiên chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi tiếp tục giảng bài. Các học sinh thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Sao tự dưng khác vậy cả? Diệp Quân không nói gì mà chỉ lẳng lặng đứng chờ ngoài cửa. Ngao Thiên Thiên hôm nay mặc một chiếc váy dài màu đỏ nhạt, vừa trang nhã lại vừa rộn ràng, trên đầu là đôi sừng rồng đáng yêu khiến người khác chỉ muốn mang đi chơi đùa. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, cô ấy đáp lại bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm. Diệp Quân mỉm cười, tiếp tục đứng nghe. Nửa giờ sau, chuông tan học vang lên. Ngao Thiên Thiên khép quyển sách trong tay lại, nói với các học sinh có duyên gặp lại. Rồi cô đặt sách xuống, đi về phía Diệp Quân. Không một chút luyến lưu. Để lại một đám học sinh hoang mang bối rối. Chuyện gì đây? Tiết học cuối cùng à? Đến cửa phòng rồi, Ngao Thiên Thiên chủ động nắm tay Diệp Quân, cười nói chúng ta đi thôi. Hắn đáp lại, Hai người cứ thế rời đi. Để lại một đám học sinh trố mắt nhìn nhau, phải mất một hồi mới hoàn hồn, ai nấy đều cảm thấy khó tả vô cùng. Ngao Thiên Thiên, chính là giáo viên được yêu thích nhất học viện Ngân Hà cũng như trong lòng bọn họ. Nào ngờ ban nãy chính là tiết học cuối cùng. Họ biết Ngao Thiên Thiên không phải người thích nói đùa, lần từ biệt này có lẽ chính là vĩnh biệt. Diệp Quân và Ngao Thiên Thiên nắm tay nhau sải bước. Cô gái nhìn khắp bốn phía với vẻ phức tạp, đến lúc đi rồi lại thấy không nỡ ấy. Hắn cười, hay là ở lại thôi. Ngao Thiên Thiên lắc đầu, nắm chặt tay hắn, ta lại càng không nỡ xa huynh. Diệp Quân cười cười, liếc nhìn bốn phía, muội thích nơi này đến vậy thì sau này chúng ta cùng nhau về thăm. Ngao Thiên Thiên gật đầu, Diệp Quân, cũng nên đi gặp cha rồi. Ngao Thiên Thiên nghe vậy thì đỏ mặt. Lén lén nhìn hắn rồi e thẹn nói, Diệp Quân ngắm bộ váy đỏ trên người cô ấy rồi cong môi cười. Ngao Thiên Thiên cảm nhận được ánh mắt ấy thì hung tợn quắc mắt nguyết lại, làm bộ muốn đánh hắn. Diệp Quân bật cười rồi nhắm mắt lại, mở thần thức bao trùm khắp ngôi sao màu xanh. Một hồi sau, hắn mở mắt, tìm thấy rồi. Bên bờ biển, một người phụ nữ và một người đàn ông chậm rãi bước đi, người phụ nữ mặc váy trắng. Tóc dài buông xõa, điềm tĩnh tao nhã, dung nhan xinh đẹp như thần tiên trên thiên đường. Người đàn ông cũng mặc bộ đồ màu trắng, tuấn tú nho nhã, trong lúc chậm rãi bước đi có khí chân ung dung, dịu dàng như ngọc. Hai người chậm rãi di chuyển bên bờ biển, vừa nói vừa cười, vô cùng ấm áp. Không biết đã đi được bao lâu, người phụ nữ váy trắng kéo tay người đàn ông áo trắng, khẽ mỉm cười, ca ca, thằng bé đến rồi. Người đàn ông gật đầu. Cách sau lưng hai người không xa có một đôi nam nữ đang đứng, chính là Diệp Quân và Ngao Thiên Thiên. Người đàn ông quay đầu nhìn người phụ nữ, nếu muội không muốn đi thì huynh có thể ở lại đây với muội. Người phụ nữ chợt nó, ca ca, cùng sống lại một cuộc đời mới với muội được không? Sống một cuộc đời mới. Người đàn ông áo trắng hơi sững sờ, sau đó cười nói, được, chúng ta sẽ không chết đâu.
Người phụ nữ cũng cười, muội có cách. Người đàn ông dừng bước, ông ấy nhẹ nhàng giúp người phụ nữ vén lọn tóc bị gió biển thổi loạn bên tai, nhẹ nhàng nói tại sao lại có suy nghĩ như thế. Người phụ nữ mỉm cười nói, kiếp đầu tiên, hai chúng ta duyên phận quá mỏng, cách biệt âm dương, kiếp thứ hai, hai chúng ta ở bên thì ít xa cách thì nhiều, có quá nhiều ràng buộc. Muội muốn ở kiếp thứ ba có thể bên cạnh huynh, chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau nếm thử đắng cay trong nhân thế. Nói đến đây, bà ấy nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông, nhẹ giọng nói, muội không tham lam, chỉ kiếp này thôi, kiếp sau, muội sẽ giết chết những người vô địch trên thế gian, để đứa nhóc đó thành lập một trật tự hoàn toàn mới, sau đó hai chúng ta cùng trở thành những hòn đá vô tri, được không? Người đàn ông nhẹ giọng nó, sống lại kiếp thứ ba, lỡ như muội không nhớ ra huynh thì phải làm sao? Người phụ nữ lắc đầu, dù có đầu thai trăm nghìn lần, chỉ cần nhìn thấy huynh, muội sẽ nhận ra được huynh. Người đàn ông cười khẽ, được. Người phụ nữ hơi nhếch môi, xinh đẹp đến mức khiến người ta thấy ngạt thở. Người đàn ông cười khẽ, sau đó xoay người đi về phía Diệp Quân và Ngao Thiên Thiên phía xa, đến đây. Diệp Quân vội dắt Ngao Thiên Thiên đi tới trước mặt hai người, cha, cô. Cô gái váy trắng khẽ mỉm cười nhìn Diệp Quân, không nói gì. Ngao Thiên Thiên cũng cúi chào, bái kiến kiếm chủ. Người đàn ông cười nói với Ngao Thiên Thiên, đều là người một nhà, không cần phải đa lễ. Người một nhà. Sắc mặt Ngao Thiên Thiên ửng đỏ, trong mắt tràn đầy vui mừng. Người đàn ông áo trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, ông ấy quan sát Diệp Quân một lúc rồi hỏi, đại đế rồi à? Diệp Quân gật đầu, vâng. Người đàn ông gật đầu, chuyến đi lần này có thu hoạch không nhỏ nhỉ? Diệp Quân đáp, đúng thế. Đều nhờ cha trấn áp tu vi của con đấy. Người đàn ông cười to, sau đó hỏi, vẫn còn giận à? Diệp Quân lắc đầu, không có, con biết cha có ý tốt, muốn con chân chính trở thành người bình thường một lần. Trong mắt người đàn ông lộ vẻ vui mừng và yên tâm, lúc trước để con kế thừa thư viện Quan Huyên quá sớm là do cha không suy nghĩ thấu đáo, con không trách cha chứ? Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, con đâu có đánh lại cha. Người đàn ông cười to. Người phụ nữ nhìn thoáng qua Diệp Quân, sau đó cũng nở nụ cười. Người đàn ông cười nói, đi dạo với cha đi. Diệp Quân gật đầu. Hai cha con đi về phía xa. Ngao Thiên Thiên đứng bên cạnh người phụ nữ, ít nhiều vẫn còn hơi thấp thỏm. Người này là đại lão thiên mệnh đấy. Người phụ nữ váy trắng thấy Ngao Thiên Thiên hơi kiêng dè thì mỉm cười nói, gọi một tiếng cô nghe thử xem nào. Ngao Thiên Thiên chần chừ một lúc rồi nói, cô. Người phụ nữ mỉm cười, biết trong vũ trụ rộng lớn này, loài rồng nào mạnh nhất không? Ngao Thiên Thiên lắc đầu. Người phụ nữ nói tiếp, 80 tỷ năm trước có một loài rồng được gọi là rồng tổ, hình thành trong quá trình bốn nguyên tố hỗn độn phát triển biến hóa, nó sống theo đạo, hấp thu tổ nguyên trưởng thành, tu vi cả đời luôn phi thường, con có muốn trở thành người thừa kế của dòng dõi rồng tổ không? Ngao Thiên Thiên không chút do dự mà lập tức gật đầu. Dù không biết rồng tổ là cái gì, nhưng chắc chắn là rất lợi hại, hơn nữa rõ ràng cô này đang muốn tặng cho cô ấy kỳ ngộ. Người phụ nữ khẽ mỉm cười, bà ấy đột nhiên ngẩng đầu vung tay áo, kiếm hành đạo đột nhiên bay đi. Vụt! Dòng sông Tuế Nguyệt xuất hiện. Hư không mịt mờ cũng hiện lên ở chân trời. 80 tỷ năm trước. Một kiếm quay về 80 tỷ năm trước. Trong hư không mịt mờ đó, Ngao Thiên Thiên nhìn thấy một con vật khổng lồ. Con vật này cả người đen kịt, sừng như hươu, đầu như trâu, miệng như lừa, mắt như tôm, tai như voi, vảy như cá, ria như người, bụng như rắn, chân như phượng hoàng. Vóc dáng của nó thật sự rất to lớn. Tinh không rộng lớn như không thể chứa đựng được nó, e rằng chỉ mỗi cái đầu đã dài tận nghìn vạn trượng rồi. Nó chiếm lĩnh một vùng tinh không. Là một con cự thú tinh không chân chính, khiến vũ trụ tinh không cũng trở nên nhỏ bé. Nhìn con vật khổng lồ trước mắt, Ngao Thiên Thiên cảm thấy rung động tột cùng. Đây mới là rồng. Một con rồng thật sự. So sánh với nó thì tộc Thiên Long. Lúc này, dường như cảm nhận được điều gì, con rồng tổ kia đột nhiên mở mắt, vào khoảnh khắc nó mở mắt, Ngao Thiên Thiên nhất thời chấn động, không nhịn được muốn quỳ xuống. Nhưng sau đó... Một luồng kiếm ý đã bao phủ lấy cô ấy, cảm giác sợ hãi kia lập tức biến mất. Ngao Thiên Thiên nhìn con rồng tổ trong tinh không,
trong lòng vô cùng rung động. Rồng. Đứng trước con rồng tổ này, tộc Thiên Long thật sự chẳng là gì cả. Con rồng tổ kia nhìn về phía người phụ nữ váy trắng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, ai dám làm phiền bản tôn ngủ đông đấy. Giọng nói lập tức xuyên qua dòng sông Tuế Nguyệt cách 80 tỷ năm truyền tới hệ Ngân Hà. Người phụ nữ váy trắng không hề nhiều lời, bà ấy vung tay áo, kiếm hành đạo lập tức xuất hiện trên đầu con rồng tổ đó. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, một luồng kiếm ý đáng sợ đã bao phủ lấy rồng tổ trợn mắt, một cảm giác sợ chết dâng lên trong lòng. Rồng tổ thầm thấy hoảng hốt. Người phụ nữ nhìn rồng tổ, ta có một hậu bối muốn gia nhập dòng dõi rồng tổ của ngươi, có đồng ý không thì nói một câu. Dứt lời, kiếm hành đạo lại tiếp tục rơi xuống. Rồng tổ, Ngao Thiên Thiên nhìn người phụ nữ váy trắng, cô ấy chớp mắt, cô này, đúng là lợi hại. Rồng tổ nhìn người phụ nữ váy trắng một lúc lâu rồi nói, chúng ta có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng, ta là người nói phải trái. Người phụ nữ gật đầu, trông tuổi thọ của ngươi chắc cũng chỉ còn mấy trăm năm, ta giúp ngươi mượn đại đạo thêm chục vạn năm tuổi thọ. Dứt lời, bà ấy đột nhiên ngẩng đầu, ngón tay chắp lại chỉ về phía trước, kiếm hành đạo bay lên cao xé rách tinh không, một cái lỗ khổng lồ xuất hiện, khi cái lỗ này xuất hiện, một luồng tổ nguyên đột nhiên rơi xuống, bay vào trong cơ thể con rồng tổ kia. Oanh! Thân thể con rồng tổ liên tục co giật, sau đó... Một khí thế mạnh mẽ chợt dâng trào từ trong cơ thể nó, cùng lúc đó, tuổi thọ cũng nó cũng bắt đầu tăng lên. Lúc này, một uy áp đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong tinh không mờ mịt. Cảm nhận được uy áp này, sắc mặt rồng tổ thoáng chốc thay đổi. Đây là đại đạo chân chính. Rồng tổ vô cùng hoảng sợ, nếu đại đạo này ra tay với nó thì nó sẽ chết chắc, tuy nó sống thuận theo đạo, là đại lão đứng đầu vũ trụ. Nhưng trước mặt đại đạo thế này, nó vẫn chẳng là gì cả. Lúc này, người phụ nữ ở ngôi sao màu xanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bằng ánh mắt lạnh như băng cút. Oanh! Uy áp bao phủ lấy rồng tổ trong tinh không lập tức biến mất không còn tung tích. Làm phiền rồi! Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ kia đã biến mất, rồng tổ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nó nhìn người phụ nữ, trong lòng vô cùng rung động và cũng hơi sợ hãi. Không ngờ người phụ nữ này lại khiến đại đạo lui bước chỉ với một câu nói. Quá kinh khủng. Chưa từng gặp người kinh khủng như thế bao giờ. Sau đó, như cảm nhận được điều gì, rồng tổ nhất thời mừng rỡ, vì nó phát hiện tuổi thọ của mình thật sự đã tăng lên vạn năm. Tăng lên chục vạn năm. Rồng tổ rất kích động. Nó vốn chỉ còn mấy trăm năm nữa là sẽ tọa hóa, nó cũng gần như tuyệt vọng rồi, vì hiện tại chân thần bảo vệ trật tự, bảo vệ đại đạo. Vô số cao thủ đều không thể trường sinh bất tử, dù là rồng tổ như nó thì tuổi thọ cũng có giới hạn. Mà bây giờ tuổi thọ đột nhiên tăng lên chục nghìn năm, rõ ràng là mang đến cho nó thêm chút hy vọng. Trong lòng rồng tổ cực kỳ biết ơn, nó nhìn về phía người phụ nữ, vẻ sợ hãi trong mắt đã giảm đi, nhiều hơn là sự biết ơn. Nó không nói cảm ơn mà nhìn về phía Ngao Thiên Thiên, vuốt rồng đột nhiên nhẹ nhàng nâng lên, chỉ trong nháy mắt. Một viên long nguyên đột nhiên bay ra, sau đó, viên long nguyên đó bay thẳng vào người Ngao Thiên Thiên. Oanh! Ngao Thiên Thiên trợn to mắt, một khí thế đáng sợ chợt dâng trào từ trong cơ thể cô ấy. Đại đế! Chỉ trong nháy mắt, cô ấy đã đột phá đại đế. Rồng tổ nhìn Ngao Thiên Thiên, cố hết sức khiến giọng nói của bản thân nhẹ nhàng hơn, đây là long nguyên mà ta tu luyện được, nó có thể giúp ngươi đột phá những ràng buộc huyết mạch của mình. Trong đó còn có một phần truyền thừa, một vài tuyệt kỹ giết người đặc biệt của tộc rồng do ta tự nghĩ ra và thần thông bảo vệ, hy vọng có thể giúp cho ngươi. Ngao Thiên Thiên hít sâu một hơi, sau đó cung kính cúi người, cảm ơn tiền bối. Rồng tổ khẽ mỉm cười, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là người của dòng dõi rồng tổ ta, nếu sau này nghịch chuyển thời không tuế nguyệt, có thể nói ra tên của ta, ít nhiều gì một vài cao thủ trong tuế nguyệt sẽ nể mặt ta một chút. Ngao Thiên Thiên cúi người lần nữa, đệ tử xin ghi nhớ. Rồng tổ gật đầu, sau đó nhìn về phía người phụ nữ, bà ấy không nói gì mà vung tay áo, dòng sông Tuế Nguyệt khép lại, chân trời khôi phục lại bình thường. Người phụ nữ quay đầu nhìn về phía Ngao Thiên Thiên, lúc này khí thế của Ngao Thiên Thiên vẫn còn đang dâng trào, chẳng những thế mà huyết mạch của cô ấy cũng liên tục đột phá. Ngao Thiên Thiên nhìn về phía người phụ nữ, cũng cúi người nói cảm ơn cô.
Người phụ nữ đáp, đừng khách sáo, nghiêm túc hấp thu nó đi. Ngao Thiên Thiên gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chuyên tâm hấp thu truyền thừa của rồng tổ. Người phụ nữ xoay người nhìn Diệp Quân và người đàn ông áo trắng ở cách đó không xa. Hai người vẫn đang chậm rãi bước đi ở phía xa. Người đàn ông cất lời, con đã quyết định rồi sao? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, sẽ phải chịu nhiều vất vả lắm đấy. Diệp Quân cười khổ, bây giờ không chịu vất vả thì sau này cũng phải chịu không phải sao? Người đàn ông im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói, lúc trước, cha hy vọng con sẽ trở thành một cao thủ chân chính, vì thế cũng muốn con chịu nhiều vất vả, vì vất vả là thứ có thể rèn luyện một con người nhất. Nhưng bây giờ cha nghĩ lại thì thấy mình không nên quyết định thay con, nếu con không muốn vất vả quá thì cha sẽ giúp con. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, con đường của con sẽ tự mình đi. Làm một kẻ sống yên ổn dựa dẫm người khác. Hắn cảm thấy quá nhàm chán. Vẫn câu nói cũ, chỗ dựa có mạnh đến mấy cũng không bằng bản thân mạnh. Người đàn ông im lặng một lúc rồi nói, được. Diệp Quân khẽ mỉm cười, cha, tiếp theo cha và cô định đi đâu? Người đàn ông đang định đáp lời thì ông ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về không gian phía sau, đến rồi. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn theo. Vĩnh Sinh Đại Đế. Đến rồi. Trong tinh không có một đám cao thủ di chuyển. Người dẫn đầu chính là Vĩnh Sinh Đại Đế. Sau lưng Vĩnh Sinh Đại Đế có ba người, trong đó có một cô gái mặc áo đạo sĩ, tay cầm phất trần, ánh mắt lạnh như băng, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Bên trái cô gái là một ông lão lưng còng, ánh mắt ông lão hơi lạnh lùng, không phải một kẻ hiền lành. Bên trái ông lão còn có một người đàn ông trung niên, trên người ông ta tản ra hơi thở chết chóc, vô cùng đáng sợ. Mà sau lưng Vĩnh Sinh Đại Đế còn có mấy chục nghìn người nữa. Trong đó có khoảng 16 mệnh vận đại đế, hàng trăm tuế nguyệt đại đế, những đại đế còn lại cũng có hơn nghìn người. Ngoài ra đều là cao thủ cảnh giới thần đế. Đội hình này có thể nói là rất đáng sợ. Đây đều là cao thủ ông ta vừa chiêu mộ được. Lần này ông ta muốn làm một chuyện lớn. Để nền văn minh Vĩnh Sinh khống chế vũ trụ một lần nữa. Lúc này, Vĩnh Sinh Đại Đế đột nhiên dừng lại, ông ta nhìn về phía ngôi sao màu xanh phía xa, híp mắt lại, đám người phe ả phụ nữ váy trắng ở ngôi sao màu xanh này à. Ông lão bên cạnh ông ta gật đầu cung kính nói, vâng. Vĩnh Sinh Đại Đế lại hỏi, Diệp Quân và chân thần kia cũng ở đó sao? Ông lão tiếp tục gật đầu, đúng thế. Chẳng những thế mà kiếm chủ nhân gian của vũ trụ quan huyên kia cũng ở đây. Vĩnh Sinh Đại Đế cười nói, vừa khéo có thể tóm gọn một mẻ. Dứt lời, ông ta tiến lên một bước muốn ra tay với ngôi sao màu xanh. Nhưng đúng lúc này, thời không cách nghìn trượng trước mặt ông ta đột nhiên khẽ rung, sau đó thì nứt ra, một người đàn ông chậm rãi bước ra. Người đàn ông đó chính là Diệp Quân. Sau khi Diệp Quân xuất hiện lại có một cô gái chậm rãi bước ra. Cô gái thanh tú nho nhã, vô cùng xinh đẹp. Người đó chính là Từ Chân. Bên cạnh Từ Chân còn có hai người đi theo là Từ Nhu và Từ Thụ. Trong tinh không bên phải họ mấy nghìn trượng còn có hai người đang đứng, chính là kiếm chủ nhân gian và người phụ nữ váy trắng. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn kiếm chủ nhân gian và người phụ nữ váy trắng, sau đó lại nhìn chân thần, cười nói các ngươi cùng xông lên đi. Dứt lời, ông ta tiến lên một bước. Oanh! Trong nháy mắt, một khí thế đáng sợ bao phủ lấy toàn bộ hệ ngân hà. Vĩnh Sinh Đại Đế ở giai đoạn mạnh nhất. Lúc này, thực lực của ông ta đã hoàn toàn hồi phục. Cùng xông lên, người phụ nữ váy trắng im lặng nhìn Vĩnh Sinh Đại Đế. Kiếm chủ nhân gian nắm tay người phụ nữ, khẽ mỉm cười, để thằng nhóc đánh đi. Người phụ nữ vẫn im lặng. Lần cuối bà ấy chứng kiến người cuồng ngạo như thế này cũng đã cách mấy chục triệu năm, chính là tên Thiên Diệp. Từ Chân ở phía xa nhìn thoáng qua Vĩnh Sinh Đại Đế, sau đó cô ta cúi người nói nhỏ bên tai Diệp Quân, người này rất yếu. Nét mặt Diệp Quân cứng đờ. Lúc này, Vĩnh Sinh Đại Đế kia đang định ra tay thì Diệp Quân đột nhiên nói, ta đánh với ông. Nghe thấy thế, Vĩnh Sinh Đại Đế cau mày, người đánh với ta. Diệp Quân gật đầu. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn chằm chằm Diệp Quân bằng ánh mắt bình tĩnh, ngươi thấy ngươi có tư cách đó không? Diệp Quân cũng không tức giận mà cười nói, thử chút thôi.
Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn Diệp Quân, ta có thể giết ngươi chỉ bằng một chiêu. Diệp Quân cười nói, lên đi. Dứt lời, hắn đột nhiên tiến về phía trước, sau một bước này có một thanh kiếm đột nhiên bay lên từ trong người hắn. Kiếm Hiên Viên. Diệp Quân mở lòng bàn tay, kiếm Hiên Viên bay vào tay hắn, vào khoảnh khắc cầm lấy kiếm Hiên Viên, huyết mạch viêm hoàng trong cơ thể hắn cũng chợt rung động. Diệp Quân không phí lời lấy một câu, đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu, biến thành một tia kiếm quang lao thẳng về phía Vĩnh Sinh Đại Đế. Giết là xong. Thuật bạt kiếm chồng chéo ba lần liên tiếp. Vào khoảnh khắc Diệp Quân chém ra, thời không xung quanh bắt đầu sụp đổ. Kiếm chủ nhân gian ở phía xa vung tay áo, một lực lượng mạnh mẽ bao phủ khắp xung quanh, thời không lập tức được củng cố. Thấy Diệp Quân xuất kiếm, Vĩnh Sinh Đại Đế vốn tỏ vẻ khinh thường, nhưng khi kiếm của Diệp Quân chém tới trước mặt ông ta nhất thời híp mắt, trong lòng thầm thấy khiếp sợ. Không ngờ thực lực của tên này đã nâng cao lên nhiều như thế. Vĩnh Sinh Đại Đế không nói một câu, đột nhiên bước một bước về phía trước, sau đó đấm tới một phát. Bốp! Một tia kiếm quang màu vàng bộc phát, Diệp Quân bị đẩy lùi cả nghìn trượng, nhưng Vĩnh Sinh Đại Đế kia cũng lùi lại khoảng trăm trượng. Thấy cảnh này, một đám cao thủ sau lưng Vĩnh Sinh Đại Đế lập tức tỏ vẻ khó tin. Không ngờ thiếu niên này lại có thể khiến Vĩnh Sinh Đại Đế phải lùi lại. Lúc này Vĩnh Sinh Đại Đế cũng khá kinh ngạc, ông ta không ngờ bản thân lại bị thiếu niên kiếm tu trước mắt này đánh lui. Không chỉ thế mà trên nắm đấm của ông ta còn có một vết kiếm rất sâu. Bị thương rồi. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn chằm chằm Diệp Quân phía xa, một lần chồng chéo 800 thuật bạt kiếm, lợi dụng thời không chồng chéo liên tục 3 lần. Diệp Quân không nói gì mà tiến lên một bước, bước chân này mang theo một kiếm ý đáng sợ dâng trào từ trong cơ thể hắn. Kiếm ý. Trong cơ thể Diệp Quân có những tia kiếm ý tuôn ra như thủy triệu, khí thế kiếm ý mạnh mẽ khiến đám cường giả sau lưng Vĩnh Sinh Đại Đế thay đổi sắc mặt. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn Diệp Quân trước mặt, trong mắt có thêm chút nghiêm túc, ông ta không ngờ trong khoảng thời gian đi tới hệ Ngân Hà, thực lực của thiếu niên này lại trở nên đáng sợ như thế. Mẹ kiếp! Đây là đến hệ Ngân Hà để bật hack à? Diệp Quân ở phía xa nhìn thánh kiếm Hiên Viên trong tay mình. Hắn phát hiện thanh kiếm này khá lợi hại, rất đặc biệt, hơn nữa còn có liên quan đến huyết mạch của hắn. Nếu hắn hoàn toàn kích hoạt huyết mạch viêm hoàng kia, thanh kiếm này chắc chắn sẽ mạnh hơn. Diệp Quân không suy nghĩ thêm nữa, hắn dẫm chân phải vào hư không, trong nháy mắt, hắn biến thành một tia kiếm quang màu máu biến mất khỏi vị trí ban đầu. Vụt! Một thanh kiếm đột nhiên giết tới trước mặt Vĩnh Sinh Đại Đế. Trong mắt Vĩnh Sinh Đại Đế lộ vẻ lạnh lùng. Ông ta đột nhiên tiến lên một bước, siết chặt tay phải. Oanh! Một tia kiếm quang đột nhiên dâng trào từ trong cơ thể Vĩnh Sinh Đại Đế, kim quang mạnh mẽ biến thành một tia quyền ấn đánh về phía chiêu kiếm kia của Diệp Quân. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang dội trong tinh không, thanh kiếm kia của Diệp Quân bị quyền ấn này ép dừng lại, không thể đâm vào dù chỉ nửa tấc. Trong mắt Vĩnh Sinh Đại Đế lộ vẻ dữ tợn, ông ta đột nhiên siết chặt tay phải, sau đó đấm tới. Cú đấm này kéo theo 10 triệu tia kim quang kéo tới, trong nháy mắt, Diệp Quân đã bị đẩy lui chục nghìn trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng Diệp Quân chậm rãi tràn ra máu tươi. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn Diệp Quân, cất tiếng giễu cợt, chỉ thế này thôi sao? Diệp Quân lau đi máu tươi trên khóe miệng, sau đó bật cười, hắn đột nhiên nhìn Từ Chân phía xa, Chân tỷ, câu nói của tỷ trước đây rất đúng. Từ Chân chớp mắt, nói gì cơ? Diệp Quân cười nói, sau một khoảng thời gian sẽ thấy, những khó khăn gặp phải hiện tại chẳng là gì cả. Từ Chân hơi nhếch môi. Diệp Quân đột nhiên cười to, sau đó hắn biến thành một tia kiếm quang chém về phía Vĩnh Sinh Đại Đế. Trước đó không lâu, hắn thậm chí còn không có khả năng đánh trả, nhưng hôm nay, hắn đã có thể chiến đấu với đối phương rồi. Hắn cũng không tự tin quá. Hắn chỉ cảm nhận được câu nói đó của Từ Chân mà thôi. Hiện tại gặp khó khăn đừng từ bỏ, cũng đừng tuyệt vọng, sau một khoảng thời gian nhìn lại, khó khăn lúc trước chẳng là gì cả. Trên đời không có cái hố nào không thể vượt qua. Diệp Quân hiểu rõ câu này, lúc này khí thế kiếm ý cũng dâng trào một lần nữa. Nhìn thấy cảnh này, Vĩnh Sinh Đại Đế híp mắt, trong mắt ông ta có sát khí dâng trào. Đương nhiên ông ta không thể đại chiến 300 hiệp với Diệp Quân, đối với ông ta,
không thể giết chết Diệp Quân trong 3 chiêu có nghĩa là mình thua. Ông ta là Vĩnh Sinh Đại Đế. Đại đế mạnh nhất lịch sử. Ông ta có sự kiêu ngạo của mình. Vĩnh Sinh Đại Đế đột nhiên nâng hai tay lên, trong nháy mắt, thời không xung quanh đột nhiên rung động dữ dội, sau đó vô số kim quang kéo tới, những khí thế đáng sợ kéo đến từ thời không xung quanh xông tới chỗ Diệp Quân trước mặt ông ta. Lúc này, kiếm ý đáng sợ kia của Diệp Quân lại bị áp chế một lần nữa. Mà Vĩnh Sinh Đại Đế đột nhiên tiến lên một bước, một sức mạnh bí ẩn chợt bao phủ lấy Diệp Quân phía xa. Kiếm vực Vĩnh Sinh. Vĩnh Sinh Đại Đế trợn mắt quát lên một tiếng, chết đi. Trong nháy mắt, kim quang vô tận biến thành những lưỡi dao sắc bén chém về phía Diệp Quân. Mà lúc này, Diệp Quân đã bị trấn áp, những sức mạnh đáng sợ nhốt lấy hắn như xiềng xích, khiến cơ thể hắn nặng tựa vạn cân. Một hơi thở tử vong kéo đến. Nhưng Diệp Quân lại cười một tiếng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, kiếm hiên viên trong tay rung động dữ dội. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên mở mắt. Oanh! Hai khí thế đáng sợ chợt dâng trào từ trong cơ thể hắn. Hai loại sức mạnh huyết mạch. Huyết mạch phong ma. Huyết mạch viêm hoàng. Vào khoảnh khắc hai sức mạnh huyết mạch xuất hiện, hai lực lượng thoáng chốc đánh vỡ kiếm vực Vĩnh Sinh xung quanh. Cùng lúc đó, Diệp Quân cầm kiếm xông về phía trước, chém một phát. Chiêu kiếm của Diệp Quân khiến vô số lưỡi dao màu vàng sắc bén xung quanh biến thành tro bụi, còn Vĩnh Sinh Đại Đế kia thì bị chiêu kiếm này của hắn chém lui mấy chục nghìn trượng. Chẳng những thế mà lúc này thời không xung quanh cũng xuất hiện vết nứt. Thấy cảnh này, kiếm chủ nhân gian ở phía xa hơi nhếch môi. Sau khi dừng lại, Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn tay phải của mình, toàn bộ cánh tay phải đã hoàn toàn nứt ra, máu tươi liên tục chảy xuống. Thấy cảnh này, sắc mặt những cao thủ đi theo ông ta nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ không ngờ Vĩnh Sinh Đại Đế lại bị một thiếu niên đả thương. Xưng bá vũ trụ. Con mẹ nó, chuyện này trông có vẻ hơi xa vời. Rất nhiều người nghi ngờ nhìn Vĩnh Sinh Đại Đế, chẳng lẽ Vĩnh Sinh Đại Đế này còn che giấu thực lực. Sắc mặt của Vĩnh Sinh Đại Đế ở cách đó không xa vô cùng khó coi, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, lần này, ông ta thật sự thấy kinh ngạc. Không ngờ thiếu niên kiếm tu trước mặt lại phá vỡ được kiếm vực Vĩnh Sinh của ông ta. Sao có thể chứ? Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn chằm chằm Diệp Quân, trong lòng vô cùng rung động. Ở một nơi khác, Từ Nhu cũng nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt ngạc nhiên, nàng ta không ngờ Diệp Quân lại tiến bộ đáng sợ đến thế. Từ Nhu nhìn Diệp Quân bằng nét mặt phức tạp. Người đàn ông này không thiếu thiên phú và cố gắng, chỉ thiếu mỗi thời gian thôi. Nếu có thời gian, chắc chắn hắn có thể đạt tới độ cao của bậc cha chú của hắn. Diệp Quân ở phía xa chậm rãi nhắm mắt lại, xung quanh có hai luồng sức mạnh huyết mạch đáng sợ không ngừng tuôn trào, không gian bắt đầu sôi sùng sục. Lúc này, Vĩnh Sinh Đại Đế đột nhiên nói, ngươi thật sự khiến ta khá bất ngờ, nhưng ngươi cho rằng. Diệp Quân đột nhiên mở mắt cười gằn, ra tay đi, nói nhảm nhiều thế làm gì. Dứt lời, hắn chợt biến thành một tia kiếm quang màu máu biến mất khỏi vị trí ban đầu, dựa vào ngoại vật. Tiếp tục, uy lực chiêu kiếm lần này của Diệp Quân mạnh hơn so với khi nãy gấp mấy lần. Bởi vì lần này kiếm của hắn có hai loại huyết mạch gia trì. Đối mặt với nhát kiếm đáng sợ này của Diệp Quân, cuối cùng Vĩnh Sinh Đại Đế cũng lộ vẻ mặt nghiêm nghị, ông ta biết kiếm tu trẻ tuổi trước mặt này không còn là con kiến mặc cho mình bóp chết như trước nữa. Thực lực của thanh niên này, dù là ông ta cũng phải thật thận trọng. Lúc này ông ta bắt đầu bình tĩnh lại. Khi kiếm của Diệp Quân phóng tới, Vĩnh Sinh Đại Đế xòe tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống, thời không xung quanh bỗng nhiên trở nên hư ảo. Đột nhiên, Vĩnh Sinh Đại Đế kẹp hai ngón tay lại chỉ về mũi kiếm của Thánh Kiếm Hiên Viên. Bùm! Kiếm Hiên Viên rung lên dữ dội, không thể tiến vào nửa tấc nào nữa. Lúc này hai ngón tay của Vĩnh Sinh Đại Đế đột nhiên tách ra, sau đó thuận thế kẹp Thánh Kiếm Hiên Viên lại, dùng lực mạnh như muốn bẻ gãy thanh kiếm. Ù! Thánh Kiếm Hiên Viên lại chấn động kịch liệt, nhưng không hề bị tổn hại. Nhìn thấy điều này, con người Vĩnh Sinh Đại Đế co rụt lại. Trong lòng kinh hãi, ông ta không ngờ thanh kiếm này lại mạnh như thế, có thể chịu được sức mạnh của mình. Đúng lúc này, Diệp Quân đột ngột buông Thánh Kiếm Hiên Viên mà Vĩnh Sinh Đại Đế đang kẹp lấy ra, lao về phía trước, đánh ra một quyền. Vạn cổ tuế nguyệt. Dầm.
Một sức mạnh hủy thiên diệt địa bùng nổ trước mặt Diệp Quân, sức mạnh cường đại trong nháy mắt đẩy lùi Vĩnh Sinh Đại Đế liên tiếp, mà gần như cùng lúc đó, Thánh Kiếm Hiên Viên cũng bay về tay Diệp Quân, tiếp đó Diệp Quân biến mất tại chỗ. Lại một thanh kiếm nữa phóng đến trước mặt Vĩnh Sinh Đại Đế. Ánh mắt Vĩnh Sinh Đại Đế lạnh lùng, ông ta đột nhiên biến mất tại chỗ như bóng ma. Phập, kiếm của Diệp Quân đâm vào không trung. Diệp Quân nhíu mày, bởi vì hắn đã không còn cảm giác được sự tồn tại của Vĩnh Sinh Đại Đế nữa. Đúng lúc này, Diệp Quân ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu hắn có một bàn tay khổng lồ nghìn trượng đang giáng thẳng xuống, sau đó nắm lại, khóa chặt hắn và thời không nơi đó. Diệp Quân vừa định rút kiếm thì kinh hãi phát hiện xung quanh có một sức mạnh bí ẩn không ngừng trói buộc hắn. Đúng lúc này, một luồng u quang bỗng xuất hiện ở đối diện, lao về phía đầu mày hắn. Con người Diệp Quân co lại, khi cận kề tử vong, hắn nhẩm niệm, Thánh Kiếm Hiên Viên trong tay bỗng hóa thành kiếm quang bay lên trời, chém vào u quang kia. Bùm! Cả tinh không kịch liệt chấn động. U quang đó đã bị Thánh Kiếm Hiên Viên ép dừng lập tức. Mà lúc này, Diệp Quân bỗng gầm lên một tiếng, dưới sự gia trì của hai loại sức mạnh huyết mạch, vô số kiếm ý hóa thành từng thành kiếm bay ra khỏi cơ thể hắn. Phập! Trong khoảnh khắc, bàn tay khổng lồ nghìn trượng đang nắm lại ấy bị phá thành vô số mảnh nhỏ, sau đó chậm rãi rơi xuống từ tinh không. Nhưng vào lúc này, một tàn ảnh đột nhiên vọt tới trước mặt hắn. Diệp Quân hơi híp mắt lại, xòe tay ra, kiếm Hiên Viên xuất hiện trong tay hắn. Kiếm bay vào vỏ rồi lại bay ra. Ù, tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng khắp đất trời. Ba lần liên tiếp 900 đến chồng chéo thuật trảm thiên bạt kiếm. Nhưng lần này hắn sử dụng hai loại sức mạnh huyết mạch. Khi kiếm của Diệp Quân đáp xuống, một bóng người bị đánh bay ra xa hàng mấy vạn trượng. Người này chính là Vĩnh Sinh Đại Đế. Sau khi dừng lại, Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn nắm đấm của mình. Lúc này nắm đấm của ông ta đã bị kiếm khí chấn động hoàn toàn nứt toác, máu đang không ngừng chảy ra. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn Diệp Quân nơi xa với vẻ mặt đầy khó tin, không bình thường. Trong mắt ông ta, điều này không bình thường chút nào. Diệp Quân mới 20 tuổi, sao có thể khiến ông ta bị thương được? Điều này là không thể. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn chằm chằm Diệp Quân, sắc mặt cực kỳ khó coi, mà xung quanh, cường giả tới cùng Vĩnh Sinh Đại Đế cũng có nét mặt chẳng khá khẩm hơn là bao. Bọn họ đi theo Vĩnh Sinh Đại Đế là vì ngày mai tươi sáng, nếu Vĩnh Sinh Đại Đế thắng thì trật tự hiện giờ sẽ bị lật đổ, khi ấy bọn họ đều có thể trường sinh. Nhưng bây giờ, đến một tên nhóc phát mũi chưa sạch mà Vĩnh Sinh Đại Đế cũng không xử lý được. Bọn họ rất muốn hỏi, Vĩnh Sinh Đại Đế, ông có làm được không thế? Không được thì bọn họ sẽ bỏ chạy trước. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn Diệp Quân kiếm, rồi thêm hai loại sức mạnh huyết mạch, sao? Ngươi chỉ có thể dùng ngoại vật được thôi à? Đương nhiên ông ta biết sở dĩ sức chiến đấu của Diệp Quân đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy, hoàn toàn là bởi vì hai loại sức mạnh huyết mạch kia cùng với thanh kiếm trong tay hắn. Nếu không nhờ hai loại sức mạnh huyết mạch này và thanh kiếm thì Diệp Quân hoàn toàn không phải đối thủ của ông ta. Nghe thấy lời Vĩnh Sinh Đại Đế nói, Diệp Quân hơi lắc đầu. Vĩnh Sinh Đại Đế, lời vô sỉ thế này sao ông có thể nói ra được vậy? Ông đấu với ta vốn đã là ỷ lớn hiếp bé rồi, ông còn không cho ta dùng kiếm. Còn huyết mạch, nó vốn là máu của ta, chúng nó là một phần của cơ thể ta dùng sức mạnh của chúng có vấn đề gì hả? Hắn nói rồi cười khẽ, nếu ông có sức mạnh huyết mạch thì cũng sử dụng đi. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn Diệp Quân, không lên tiếng. Diệp Quân cười, sao, không có à? Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn hắn chằm chằm, huyết mạch không phải do ngươi tự thức tỉnh, chẳng qua là dựa vào tổ tiên thôi. Diệp Quân gật đầu, cũng không còn cách nào, ai bảo ta có người cha tốt thế. Làm phiền cô rồi. Ha ha, nghe thấy lời Diệp Quân nói, kiếm chủ nhân gian ở nơi xa bỗng cười phá lên. Nghe thấy lời nịnh nọt này của con trai, ông rất hưởng thụ. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn tay phải của mình. Lúc này thương thế ở tay phải của ông ta đã hoàn toàn bình phục, ông ta ngẩng đầu nhìn Diệp Quân nơi xa, để ta xem ngươi yêu nghiệt tới mức độ nào. Dứt lời, người ông ta run lên, hóa thành kim quang vạn trượng lao thẳng về phía Diệp Quân. Ánh mắt Diệp Quân lạnh lùng, hắn cũng không nói nhảm, hóa thành kiếm quang phóng tới. Tiếp tục, ngay sau đó,
những tiếng nổ chói tai vang lên trong sân. Diệp Quân và Vĩnh Sinh Đại Đế chiến đấu cùng nhau, sức mạnh của hai người đều vô cùng đáng sợ, bốn phía rung chuyển không ngừng. Diệp Quân càng đánh càng khí thế, đặc biệt là khi được sức mạnh huyết mạch gia trì, sức mạnh của hắn ngày càng mạnh hơn. Mà đây còn là khi hắn tỉnh táo, nếu hoàn toàn phong ma, sức mạnh huyết mạch của hắn sẽ trở nên kinh khủng hơn nữa. Nhưng hắn không chọn cách hoàn toàn phong ma, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Nhìn thấy Diệp Quân và Vĩnh Sinh Đại Đế chiến đấu ngang tài ngang sức, nét mặt các cường giả đi theo Vĩnh Sinh Đại Đế đều trầm xuống. Theo bọn họ thấy, Vĩnh Sinh Đại Đế nên trực tiếp nghiền nát, nhưng không. Lúc này, người phụ nữ mặc áo đạo sĩ lên tiếng, Đại Đế đang giữ sức. Nghe vậy mọi người đều nhìn người phụ nữ mặc áo đạo sĩ, cô ta nhìn về phía hai người phụ nữ váy trắng rồi bảo, theo tin tình báo của chúng ta, hai người phụ nữ váy trắng và chân thần kia mới là mạnh nhất, vì vậy mục tiêu thật sự của Đại Đế không phải Diệp Quân này, mà là ba người kia. Nghe người phụ nữ mặc áo đạo sĩ nói thế, mọi người đều nhìn về phía ba người phụ nữ váy trắng. Thật ra ngay từ đầu họ đã chú ý tới ba người họ, cảm giác ba người mang lại cho họ rất kỳ quái, vì họ không cảm nhận được sự tồn tại của ba người này. Điều này thực sự hơi bất thường. Bởi vì những người tới đây đều là cường giả tuyệt thế, mà họ lại không cảm nhận được sự tồn tại của ba người này, nói cách khác, thực lực của ba người này không hề đơn giản. Lúc này, người phụ nữ mặc áo đạo sĩ lại nói, đừng nghĩ nhiều, tất cả đều trong tầm tay của Đại Đế. Nghe cô ta nói thế, tất cả mọi người khẽ gật đầu, không còn nghĩ ngợi nữa. Bọn họ đã được tận mắt chứng kiến thực lực của Vĩnh Sinh Đại Đế, nếu không họ đã không đi theo. Bọn họ lựa chọn tin tưởng Vĩnh Sinh Đại Đế. Bên kia, Từ Nhu nhẹ giọng nói, Đại Tỷ, sức chiến đấu của hắn mạnh như vậy là vì sức mạnh huyết mạch và thánh kiếm hiên viên à. Từ Chân nhìn Diệp Quân, chỉ cười chứ không nói. Từ Nhu lườm Từ Chân, thần thần bí bí. Từ Chân nhìn Diệp Quân nơi xa, khẽ nói, kiếm đạo của hắn bây giờ đã đạt đến cực hạn của phàm rồi. Từ Nhu hơi nheo mắt lại, sắp đột phá. Từ Chân nhìn chằm chằm Diệp Quân, xem hắn có nỡ không thôi. Dứt lời, lúc này, Diệp Quân và Vĩnh Sinh Đại Đế phía xa đột nhiên cùng lùi lại, trong lúc lùi lại, vô số kiếm khí và kiếm quang bắn ra bốn phía, cực kỳ đáng sợ. Mà khi Diệp Quân dừng lại, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, toàn bộ kiếm ý đột nhiên vọt trở về trong cơ thể. Rất nhanh, Diệp Quân mở mắt ra, hắn nhìn Vĩnh Sinh Đại Đế phía xa, xòe tay phải rồi chậm chậm đè xuống, trong nháy mắt hai sức mạnh huyết mạch trong cơ thể hắn bắt đầu bị chấn áp. Nhìn thấy cảnh này, Vĩnh Sinh Đại Đế nhíu mày, ngươi làm gì vậy? Rất nhanh, hai loại huyết mạch hoàn toàn bị chấn áp, đồng thời, Diệp Quân phất tay áo, thánh kiếm hiên viên bị hắn cất đi. Vĩnh Sinh Đại Đế khó hiểu. Nhưng lúc này Diệp Quân lại xòe bàn tay ra, một luồng kiếm ý ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Bùm! Ngay lập tức, một luồng khí thế đáng sợ bùng phát ra từ cơ thể của Diệp Quân, đồng thời, từng luồng kiếm ý mạnh mẽ không ngừng phóng lên trời. Nhưng vào lúc này, kiếm ý này đã có sự thay đổi kinh thiên động địa. Nhìn thấy cảnh này, Từ Nhu ở phía xa hơi nhếch miệng, tiểu tử này thật sự khiến người ta bất ngờ, ta không ngờ hắn lại dám từ bỏ nhanh như thế. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, kiếm đạo nhập thần. Nụ cười trên khóe miệng Từ Chân dần lan rộng hơn, bán bộ nhập thần, hắn cần một cuộc chiến kinh thiên để chứng tâm kiếm đạo. Bán bộ, Từ Nhu cau mày. Từ Chân đột nhiên khẽ nói, Tiểu Nhu, sau này tranh thủ cho hắn trăm năm chắc là đủ rồi. Từ Nhu nhìn Từ Chân, từ từ nắm chặt tay lại. Vĩnh Sinh Đại Đế ở đối diện Diệp Quân, vẻ mặt ông ta trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta không ngờ đánh một hồi tên này lại đột nhiên đột phá kiếm đạo. Mẹ kiếp, tên này bật hack đấy à. Sắc mặt của những cường giả phía sau Vĩnh Sinh Đại Đế cũng trở nên hơi khó coi. Đánh một hồi bỗng nhiên đột phá. Lúc này Diệp Quân chậm rãi mở mắt, hắn nhìn Vĩnh Sinh Đại Đế. Lúc này toàn thân hắn toát ra một loại cảm giác tự tin. Sự tự tin chưa từng có. Không có sức mạnh huyết mạch, không có thánh kiếm hiên viên, ta vẫn có thể giết ông. Chính là loại tự tin này. Diệp Quân đang muốn ra tay thì lúc này Vĩnh Sinh Đại Đế nói, cùng lên đi. Cùng lên. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Đánh hội đồng. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn Diệp Quân, ta có nhiều người. Diệp Quân nhìn thẳng vào Vĩnh Sinh Đại Đế, ông quyết định không màng võ đức. Vĩnh Sinh Đại Đế nhếch miệng cười, ta đông người. Diệp Quân im lặng. Vĩnh Sinh Đại Đế lại nói, người không phục thì gọi người đi. Diệp Quân quay lại hơi cúi người trước người phụ nữ váy trắng, làm phiền cô rồi. Người phụ nữ váy trắng từ từ bước ra. Diệp Quân không phải hạng người bảo thủ, nếu một đấu một, dĩ nhiên hắn sẽ liều mình một phen. Nhưng nếu muốn chơi quần đấu, vậy hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến độ để cho người ta nhào vào đánh hội đồng mình. Chẳng phải chỉ là gọi thêm người thôi sao? Ai mà không biết gọi? Khi người phụ nữ váy trắng bước ra, Vĩnh Sinh Đại Đế híp mắt nhìn, lòng âm thầm đề phòng. Từ đầu tới giờ, ông ta vẫn luôn chú ý người phụ nữ váy trắng cùng người đàn ông áo trắng kia, tất nhiên còn cả vị chân thần của chân vũ trụ nữa. Bởi ông ta đã nhận ra, ngay cả ông ta cũng không thể cảm nhận được hơi thở của ba người này. Ba người này đứng trước mặt ông ta mà như không hề tồn tại vậy. Đây cũng là nguyên do khiến ông ta phải lựa chọn quần đấu. Một người thì không nắm chắc phần thắng được. Thấy người phụ nữ váy trắng đi tới, đám cường giả sau lưng Vĩnh Sinh Đại Đế đều nghiêm mặt căng thẳng chờ đợi. Đối với người phụ nữ váy trắng này, bọn họ không dám có bất kỳ lơ là hay khinh suất nào. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn chằm chằm người phụ nữ váy trắng, bọn họ ít người, tất cả cùng lên đi. Dứt lời, một hơi thở hùng hồn từ trong cơ thể ông ta bùng phát ra ngoài, thoáng chốc, toàn bộ tinh hà như sôi trào. Sau lưng ông ta, những cường giả kia nhận được lệnh bèn lập tức lao về phía người phụ nữ váy trắng không hề do dự. Vĩnh Sinh Đại Đế nói đúng, người phụ nữ váy trắng cùng đồng bọn trước mắt tuy trông có vẻ không đơn giản nhưng vậy thì đã sao? Bọn họ đông hơn đám người đó nhiều. Nhiều người đánh ít, ưu thế ban đầu đã thuộc về họ. Mấy vạn cường giả đồng thời ra tay, khí thế khủng bố cỡ nào. Mấy vạn hơi thở hùng hồn đồng thời bùng ra, một khi để hơi thở ấy hoàn toàn bộc phát sức mạnh thì đã đủ để hủy diệt toàn bộ hệ ngân hà rồi. Nhưng đúng lúc này, người phụ nữ váy trắng đột nhiên xòe tay, trong tích tắc, thanh kiếm hành đạo bay ra khỏi lòng bàn tay bà ấy, hóa thành một luồng kiếm quang lao đi. Vèo. Nháy mắt, mấy vạn cái đầu của đám cường giả đang lao về phía bà ấy đột nhiên bay vút lên, mấy vạn cột máu tươi phun trào ra ngoài như suối. Trong khoảnh khắc mấy vạn cái đầu đứt lìa và bay lên đó, thân thể đám cường giả kia vẫn đang trên đà lao về phía người phụ nữ váy trắng. Cảnh tượng quỷ dị không sao tả hết. Toàn bộ bị diệt trong tích tắc. Không đúng, còn sót lại một người, là Vĩnh Sinh Đại Đế. Vĩnh Sinh Đại Đế chưa chết. Chứng kiến cảnh tượng này, Vĩnh Sinh Đại Đế chết chân tại chỗ như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Chết sạch. Mấy vạn cường giả, một lúc bay đầu. Chẳng khác gì giết một đám gà. Vĩnh Sinh Đại Đế như đã hóa đá tại chỗ, giờ khắc này, ông ta đã hoang mang không biết phải làm sao. Thuộc hạ chết sạch rồi. Tình thế này, giống như đang trong cơn ác mộng. Bên kia, Từ Nhu và Từ Thụ nhìn người phụ nữ váy trắng. Sắc mặt căng thẳng tột cùng. Người phụ nữ này thật sự mạnh ngoài sức tưởng tượng. Ngay cả mệnh vận đại đế cũng có thể tiêu diệt gọn. Diệp Quân liếc nhìn người phụ nữ váy trắng, âm thầm thở dài. Cô vẫn cứ mạnh như vậy, mạnh đến phi lý, không biết chừng nào mình mới đạt tới trình độ này, để nói diệt ai liền diệt ngay được kẻ đó chỉ trong một tích tắc. Người phụ nữ váy trắng nhìn chằm chằm về phía Vĩnh Sinh Đại Đế, ánh mắt tĩnh lặng, nhiều người có ích gì. Vĩnh Sinh Đại Đế trợn trừng mắt nhìn người phụ nữ váy trắng, ngươi, rốt cuộc cảnh giới của ngươi là gì? Người phụ nữ váy trắng lắc đầu, chẳng khác gì con sâu cái kiến, giết ông đơn giản như dẫm chết con kiến vậy. Nói đoạn, bà ấy phất tay áo. Vèo. Một luồng kiếm quang lướt về phía Vĩnh Sinh Đại Đế. Thấy thế, con người của Vĩnh Sinh Đại Đế co rút lại, đối mặt với một chiêu kiếm này, trong lòng ông ta lại dâng lên một ý tưởng, không thể ngăn nổi. Một kiếm này, Vĩnh Sinh Đại Đế ông ta chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Sắc mặt Vĩnh Sinh Đại Đế chợt trở nên dữ tợn, ông ta siết chặt nắm tay, giống to, tới. Lời vừa thốt ra, một hơi thở khủng bố lập tức bùng phát từ trong cơ thể ông ta, tiếp đó, ông ta chủ động vọt về phía mũi kiếm. Đối mặt với một kiếm lấy mạng này, ông ta lại hoàn toàn gạt bỏ mọi tạp niệm để đối kháng.
Dù phải chết, vĩnh sinh đại đế này cũng muốn vinh quang chết trận. Khoảnh khắc ông ta vứt bỏ toàn bộ tạp niệm, chủ động tiến lên, lòng ông ta không có bất kỳ một tia sợ hãi nào. Cũng trong khoảnh khắc này, một hơi thở khủng bố đột nhiên bùng phát từ cơ thể vĩnh sinh đại đế. Đột phá! Đã mấy nghìn vạn năm ông ta chưa thể đột phá, bởi dẫu sao, đã đến cấp độ như ông ta rồi, muốn tăng thêm một bậc là chuyện vô cùng khó khăn. Vào lúc này, khí thế của vĩnh sinh đại đế đang điên cuồng tăng vọt, hơi thở hùng hậu đến độ khiến cho toàn bộ tinh vực sôi lên. Nhưng khi lưỡi kiếm kia đâm tới, vèo, kiếm hành đạo chém nát mọi sức mạnh, đâm thẳng vào giữa chân mày vĩnh sinh đại đế, ghim chặt ông ta lại. Dù là đột phá thì cũng bị diệt trong một tích tắc. Vĩnh sinh đại đế chết chân tại chỗ, hai mắt dại ra. Giây phút này, ông ta lại một lần nữa tuyệt vọng. Vốn tưởng đột phá đã giúp ông ta bắt được một tia sáng hy vọng giữa vô tận mịt mùng, nào ngờ, dù đột phá lên tầng cao mới, nhưng khi đối mắt với một kiếm này, ông ta vẫn chẳng hề có chút khả năng đánh trả nào. Vẫn bị diệt trong tích tắc. Vĩnh sinh đại đế cười khẽ một tiếng, thì ra, mình yếu đến thế. Ý niệm này vừa xuất hiện, thân thể vĩnh sinh đại đế bắt đầu chậm rãi tan biến, không bao lâu sau đã hoàn toàn không còn lại gì. Thế gian giờ đây đã không còn vĩnh sinh đại đế. Diệp Quân chứng kiến cảnh tượng đó, chỉ biết trầm mặc. Hắn không cảm thấy vui sướng, ngược lại, trong lòng lại dậy lên một cảm giác nguy hiểm. Tầm nhìn. Hắn không cảm thấy vĩnh sinh đại đế ngu xuẩn hay quá yếu, vĩnh sinh đại đế gặp phải kết cục này chỉ vì đối phương chưa từng được gặp một đối thủ nào mạnh hơn chủ nhân bút đại đạo mà thôi. Tầm nhìn của vĩnh sinh đại đế bị hạn chế với mức cao nhất là chủ nhân bút đại đạo, nhưng thực lực của cô váy trắng lại ở trên cả chủ nhân bút đại đạo. Thử nghĩ mà xem, nếu cô váy trắng và cha không phải thân nhân của mình, thì liệu tầm nhìn của mình có thể cao hơn vĩnh sinh đại đế không? Chỉ sợ tầm nhìn của mình khi ấy đã bị giới hạn mức cao nhất là một vị mệnh vận đại đế. Ếch ngồi đáy giếng. Rất nhiều người hay cười nhạo người khác là ếch ngồi đáy giếng, nhưng hẳn họ cũng chẳng nghĩ được rằng, có lẽ chính họ cũng đang ngồi trong một chiếc giếng nào đó. Biển vũ trụ bao la, người tài còn có người tài hơn. Bất cứ thời điểm nào cũng phải sống thật khiêm nhường. Diệp Quân dứt khỏi dòng suy tư, mở lòng bàn tay. Một tòa tháp màu vàng xuất hiện trong tay hắn. Tháp gia. Diệp Quân nhìn tiểu tháp trong tay mình, mỉm cười, tháp gia, đã lâu không gặp rồi. Tiểu tháp tức giận nói, ngươi chưa từng lo lắng gì cho ta sao? Diệp Quân cười ha hả, tháp gia, ngươi từng ở cùng cha ta và ông nội ta, hẳn đã được từng trải nhiều, đúng không? Vậy thì sao vĩnh sinh đại đế lại có thể là đối thủ của ngươi? Tiểu tháp cười ha ha, nhóc con. Ngươi đúng là thông minh, ngươi nói đúng, tháp gia ta đây có cái gì chưa từng được gặp. Vĩnh sinh đại đế cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Hôm nay nếu thiên mệnh tỷ tỷ không ra tay thì tháp gia ta đây cũng có thể trấn áp và giết ông ta. Diệp Quân cười cười, vị tháp gia này bắt đầu chém gió rồi. Lúc này, người phụ nữ váy trắng cùng người đàn ông áo trắng cũng đi tới, người phụ nữ váy trắng xòe tay, một mớ nhẫn không gian bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân lập tức mừng rỡ vô cùng. Những chiếc nhẫn không gian này chính là tài sản của vĩnh sinh đại đế cùng đám cường giả kia. Hắn không ngờ cô váy trắng vẫn nhớ giữ lại. Diệp Quân vội vã nhận hết mớ nhẫn không gian này, khi liếc qua bên trong, số lượng linh nguyên trong đó khiến nụ cười trên mặt hắn càng thêm rạng rỡ. Lời to rồi. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, chúng ta đi đây. Đi. Nụ cười trên môi Diệp Quân dần biến mất, hắn nhìn sang phía người đàn ông áo trắng, cha. Kiếm chủ nhân gian chậm rãi bước tới gần hắn, mỉm cười, bọn ta muốn đến một nơi, sẽ phải rời khỏi khu vực vũ trụ này. Diệp Quân ngập ngừng giây lát rồi hỏi, xa lắm sao? Người đàn ông áo trắng gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân trầm mặc, lòng lưu luyến không muốn rời xa. Kiếm chủ nhân gian đột nhiên nói, con đường sau này. Con thực sự muốn tự bước đi. Diệp Quân gật đầu. Hắn thực sự không muốn ăn bám, làm một gã con cháu nhà quyền thế vô tích sự. Kiếm chủ nhân gian trầm mặc hồi lâu rồi vỗ vỗ vai Diệp Quân, vậy cố gắng lên. Diệp Quân hỏi, con còn cơ hội gặp được hai người không? Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, phải xem con có muốn không?
Diệp Quân nghi hoặc nhìn bà ấy. Người phụ nữ váy trắng đột nhiên liếc nhìn về phía Từ Chân cũng nhìn bà ấy. Hai người phụ nữ tao nhã bậc nhất lần đầu biết nhau, cũng là lần đầu chạm mặt. Người phụ nữ váy trắng không nói gì thêm, chỉ kéo người đàn ông áo trắng bước đi. Diệp Quân liếc nhìn Từ Chân, cũng không nói một lời. Chẳng mấy chốc, người phụ nữ váy trắng cùng người đàn ông áo trắng đã biến mất nơi xa thẳm giữa tinh không. Người phụ nữ váy trắng đi rồi, trên núi Phạn Tịnh, người nào đó mới ngẩng đầu, giây lát sau, ông ta hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc cũng đi rồi. Lại như vừa phát hiện điều gì, chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nheo mắt, hai tay nắm chặt. Trên hỏa tinh, ai đó đột nhiên liếc mắt nhìn vào một nơi nào đó trong tinh không sâu thẳm. Giữa tinh không, Diệp Quân cụp mắt, sắc mặt ảm đạm. Tuy không muốn chia lìa nhưng hắn cũng hiểu, cha cùng cô váy trắng có chuyện riêng muốn làm. Cắt đứt suy tư, hắn quay đầu đi tới trước mặt nhóm Từ Chân, cười nói, chúng ta cũng nên đi thôi. Từ Chân mỉm cười, các người đi đi. Diệp Quân không hiểu, tỷ còn muốn ở lại hệ Ngân Hà. Từ Chân lắc đầu, ta cần đi một nơi khác. Diệp Quân hỏi, đi nơi nào? Từ Chân chỉ mỉm cười không đáp. Diệp Quân cùng hai cô gái đều lộ vẻ căng thẳng. Từ Nhu níu tay Từ Chân, run run hỏi, đại tỷ. Từ Chân nhoẻn cười, thiên hạ này không có bữa tiệc nào không tan, mọi người cũng đến lúc chia tay rồi. Diệp Quân nhìn Từ Chân, vũ trụ kiếp. Từ Chân ngẩng đầu, nhìn vào một nơi sâu thẳm trong tinh không, mỉm cười, không chỉ có thế. Không chỉ có thế. Diệp Quân nhăn mày, ý gì? Đúng lúc này, từ một nơi xa xôi và sâu thẳm trong tinh không, một hơi thở khủng bố chợt cuồn cuộn kéo tới. Diệp Quân lập tức quay phát người sang, nhìn về phía ấy, hơi thở kia xuất phát từ một nơi cực xa, xa đến độ chính hắn cũng không thể cảm nhận được nguồn cội của nó. Nhưng hơi thở khủng bố này đã lan tới, bao phủ toàn bộ vũ trụ. Diệp Quân cả kinh, đây là... Từ Chân khẽ mỉm cười, là vũ trụ kiếp. Vũ trụ kiếp. Diệp Quân kinh hãi tột cùng, vũ trụ kiếp chuẩn bị bùng nổ. Từ Chân gật đầu, bọn chúng đã chờ rất lâu rồi. Bọn chúng. Diệp Quân quay đầu nhìn Từ Chân, đang muốn hỏi gì thì ngay lúc này, thời không bốn phía chợt rách toạc, ngay sau đó, hơn 10 vạn tuế nguyệt trường hà đột nhiên xuất hiện. Ngay ở phía trước, nơi đó có một dòng tuế nguyệt trường hà lớn nhất, từ trong tuế nguyệt trường hà này, có một cô gái chậm rãi bước ra. Cô gái nọ mặc áo bào trắng, mặt đeo một chiếc mặt nạ vàng kim, sau lưng cô ta còn có hai gã cường giả thần bí khoác áo choàng đen. Vừa thấy cô gái nọ, con người Diệp Quân chợt co rút lại. Chính là người phụ nữ này. Người này lại tới tận đây. Từ những dòng thời không tuế nguyệt bốn phía, có vô số người đang từ từ bước ra. Khi thấy những người này, con người Diệp Quân co thắt lại. Tất cả những cường giả này, đều có hơi thở mạnh hơn cả Vĩnh Sinh Đại Đế khi đã đột phá. Thấy nhiều cường giả mạnh như vậy cùng xuất hiện, Diệp Quân hoàn toàn ngây người. Mệnh vận Đại Đế chỉ là con kiến. Chuyện này là sao? Những cường giả này từ đâu tới? Bọn họ muốn gì? Hôm nay, giết chân thần. Trong tinh không, Diệp Quân nhìn Từ Chân trước mặt, sắc mặt nghiêm nghị và căng thẳng tột cùng, chân tỷ, đám người đó. Từ Chân đột nhiên kéo tay hắn, mỉm cười, tò mò không biết bọn chúng là ai. Diệp Quân gật đầu. Từ Chân liếc nhìn đám cường giả mới xuất hiện, mỉm cười nói, bọn chúng đều là cường giả đến từ những dòng thời gian trong quá khứ, cũng chính là đám tuế nguyệt nghịch lưu giả, có thể xuất hiện ở nơi này đều là những cường giả cấp bậc cao nhất của các thời đại đó. Diệp Quân không hiểu, bọn họ tới đối phó với tỷ sao? Từ Chân gật đầu. Diệp Quân nhăn mày nghi hoặc, vì sao? Từ Chân chỉ lẳng lặng mỉm cười. Diệp Quân chợt nghĩ tới một điều, trầm giọng bảo, là vũ trụ kiếp. Từ Chân gật đầu. Sắc mặt Diệp Quân trở nên khó coi, bọn họ không muốn tỷ trấn áp vũ trụ kiếp. Từ Chân lại gật đầu. Diệp Quân nghi hoặc, vì sao? Vũ trụ kiếp mà bùng nổ thì toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị hủy diệt, vì sao bọn họ? Nói đến đó. Con người của hắn chợt co rút lại, không đúng, vũ trụ kiếp dù có bùng nổ thì bọn họ cũng sẽ không chết. Từ Chân cười nói, đúng vậy. Diệp Quân quay lại nhìn đám cường giả kia, hắn nhận ra, những cường giả này đều có thực lực cực mạnh, như thọ mệnh của họ đều rất rất thấp.
Có một số cường giả chỉ còn thọ mệnh chẳng đủ trăm năm. Diệp Quân bất chợt kéo tay Từ Chân, sắc mặt vô cùng khó coi, Chân tỷ, tỷ chân áp vũ trụ kiếp đồng thời còn phải duy trì trật tự, nhưng bọn họ muốn lật đổ trật tự của tỷ, để được vĩnh sinh. Từ Chân nhìn Diệp Quân, cười khen, thông minh lắm. Sắc mặt Diệp Quân càng tệ hơn. Chân tỷ duy trì trật tự đại đạo, mọi người đều không được vĩnh sinh, mà đám người không được vĩnh sinh lại có thực lực mạnh này nhất định sẽ muốn phản kháng. Còn về phần chúng sinh trong vũ trụ, đâu có liên quan gì đến bọn họ. Chợt nhớ tới một điều, Diệp Quân quay sang phía Từ Chân, tỷ giữ gìn trật tự của đại đạo, mà vũ trụ kiếp này cũng là một bộ phận của đại đạo, vậy tại sao nó lại muốn bắt tay với đám cường giả kia? Từ Chân cười cười, giải thích, đại đạo chia làm thiện đạo và ác đạo. Vũ trụ kiếp chính là ác đạo, thiện đạo lựa chọn hy sinh đám cường giả mạnh nhất, thành lập trật tự, để chúng sinh được sống, còn ác đạo lựa chọn hủy diệt chúng sinh, để một bộ phận nhỏ những cường giả mạnh nhất được sống. Mà đám cường giả cấp cao nhất này đi theo ác đạo, mục đích là để vũ trụ kiếp bùng nổ, triệt để hủy diệt sạch toàn bộ sinh linh. Diệp Quân trầm mặc, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Từ Chân nhìn Diệp Quân, nhẹ nhàng nói, có còn nhớ những lời cậu từng nói trước đó không? Diệp Quân nhìn về phía Từ Chân mỉm cười, cậu từng nói, chúng ta không có quyền thay chúng sinh đưa ra quyết định, tất cả mọi người đều có cơ hội tu hành, còn nhớ không? Diệp Quân gật đầu. Từ Chân khẽ cười, ta nghĩ, cậu nói rất hay, chúng ta không có quyền thay chúng sinh đưa ra bất kỳ quyết định nào, cũng không thể chặt đứt con đường tu hành của thế hệ sau khi mà chúng ta đã vô địch. Loại hành vi này là không tốt. Diệp Quân nghiêm túc nắm tay Từ Chân, nhẹ nhàng gọi Chân tỷ. Từ Chân cắt ngang lời hắn, thời gian của ta không còn nhiều, cậu hãy nghe ta nói, ta đi rồi, Chân vũ trụ, Tiểu Nhu và mấy đứa nhỏ, giao cả cho cậu đó. Nói đoạn, cô ta vươn tay nhẹ nhàng xoa má Diệp Quân, nói thật khẽ, người làm ta yên tâm nhất chính là cậu, người khiến ta không yên lòng nhất cũng là cậu, bởi vì bình thường cậu rất thông minh. Thông minh hơn bất kỳ kẻ nào, nhưng có đôi khi lại rất ngốc. Viên mắt Diệp Quân đã đỏ lên, giọng run run, Chân tỷ, tỷ chân áp vũ trụ kiếp bao lần rồi, lẽ nào lần này? Từ Chân mỉm cười, đang định nói gì thì từ phía đối diện, ông lão áo đen đứng bên phải đã cất giọng lạnh lùng, còn chưa xong à? Muốn tâm tình yêu đương thì... Từ Chân bất chợt quay đầu liếc nhìn ông ta một cái. Ngay lập tức, ông già áo đen kia nổ tung. Máu và thịt vụn văng ra tứ phía, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Thấy thế, sắc mặt đám cường giả chợt trở nên căng thẳng, nhìn Từ Chân bằng ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cô gái áo bào trắng chỉ nhìn Từ Chân, lẳng lặng không nói. Từ Chân không nhìn bọn họ lấy một cái mà quay đầu nhìn Từ Nhu và Từ Thụ, mỉm cười, hai muội lại đây. Từ Nhu và Từ Thụ bước tới, Từ Chân nhìn về phía Từ Nhu. Dịu dàng nói, ta biết muội vẫn luôn muốn giúp ta chia sẻ chuyện về vũ trụ kiếp, tất cả những điều muội làm, ta đều biết. Nước mắt Từ Nhu trào dâng. Từ Chân nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta rồi lại nói khẽ, ta đi rồi, muội hãy phụ tá Tiểu Quân, cậu ấy có thiên phú, tâm tính cũng tốt, chỉ còn thiếu kinh nghiệm, chưa từng trải, nhưng chỉ cần cho cậu ấy thêm thời gian, cậu ấy có thể trở nên mạnh hơn, cái Tiểu Quân thiếu là thời gian, vì thế... Hãy tận mọi khả năng giúp cậu ấy tranh thủ thêm một chút. Từ Nhu nhìn Từ Chân, nước mắt không ngừng rơi, thật sự không còn cách nào khác sao. Từ Chân chỉ lặng lẽ mỉm cười. Đúng lúc này, từ nơi sâu thẳm giữa tinh không vô tận, một chiếc bóng màu đỏ như máu đột nhiên thong thả bước ra. Cùng với sự xuất hiện của hư ảnh đỏ máu kia, toàn bộ vùng tinh không của hệ Ngân Hà đã biến thành một màu máu tươi, đồng thời, từng luồng uy áp khủng bố lan tràn khắp chốn. Cảm thụ được uy áp khủng khiếp này, đám cường giả có mặt ở đây đều biến sắc. Vũ trụ kiếp. Diệp Quân quay người, nhìn về phía hư ảnh đỏ máu kia, sắc mặt căng thẳng chưa từng thấy, đứng trước mặt hư ảnh này, hắn liền cảm thấy mình thật nhỏ bé, tựa như con sâu cái kiến. Không chỉ mình hắn, nơi này, trừ cô gái áo bào trắng cùng Từ Chân, tất cả những người còn lại đều có cảm giác như thế. Ác đạo. Đây cũng là đại đạo. Lưu một tia nhân tính cuối cùng cho cậu. Hư ảnh kia chậm rãi đi về bên này, dần dần, thân thể bắt đầu ngưng tụ chân thật hơn. Khi còn cách nơi các cường giả tụ tập hơn nghìn trượng, hư ảnh kia đã ngưng tụ thành một cô gái. Một cô gái toàn thân đỏ như máu.
thân thể cô gái kia trông tựa như được ngưng tụ từ máu, mái tóc đỏ máu xóa tung bên vai, hai mắt đỏ tươi, sóng sánh như một biển máu. Ác đạo! Cô gái đỏ máu nhìn về phía Từ Chân, thế đạo này, cuối cùng ngươi cũng không thể cứu vớt được nữa rồi. Từ Chân nhìn cô ta, mỉm cười, cứ thử xem. Cô gái đỏ máu bình thản nhấc tay cuốn một lọn tóc của mình, cười khẽ một tiếng, vậy thì mời ngươi thử trấn áp ta lần nữa, ngươi, dám không? Từ Chân cười cười, nói ta biết, trấn áp ngươi một lần, ngươi sẽ đột phá, triệt để áp chế thiện niệm của ngươi, khi đó ngươi sẽ có thể cưỡng chế dung hợp với thiện đạo, khôi phục toàn bộ thực lực của mình, đồng thời đạt tới một độ cao mới. Cô gái đỏ máu kia nhìn chằm chằm vào Từ Chân, nếu ngươi chịu bỏ đi nhân tính của mình, ta đây tự biết còn xa mới địch lại ngươi, chỉ tiếc ngươi không bỏ được. Trong lòng ngươi có quá nhiều thứ không thể dứt bỏ, ví dụ như mấy kẻ bên cạnh ngươi kia, cùng với chúng sinh trong chân vũ trụ của ngươi. Diệp Quân bỗng cắt ngang, Chân tỷ, vì sao tỷ không muốn vứt bỏ nhân tính của mình? Từ Chân cười cười, đồ ngốc, nếu ta vứt bỏ nhân tính của mình thì sẽ trở nên giống như họ thôi. Diệp Quân ngây người. Bên kia, cô gái đỏ máu lại lên tiếng, nếu ngươi đã không thể bỏ qua nhân tính thì hôm nay ngươi chết chắc rồi. Từ Chân chẳng màng đến lời nói của cô gái đỏ máu đó, cô ta nhẹ nhàng vươn tay xoa lên gò má Diệp Quân, nói khẽ, nhân tính, chính là chấp niệm, thần tính thì không có dục vọng cũng không có ước mong, không có ràng buộc, hãy hứa với ta, sau này chớ nên vì vô địch mà bỏ qua nhân tính của mình, người ta thích là một người sống động tình cảm. Có máu có thịt, chứ không phải một kẻ đứng trên cao nhìn xuống, chẳng có bất kỳ tình cảm gì. Đáy mắt Diệp Quân mở hơi nước, Chân tỷ, vừa rồi cô ta. Từ Chân mỉm cười, đây là chuyện của chính ta, sao lại muốn người khác hỗ trợ? Cô ta cũng có lòng kiêu hãnh của mình. Diệp Quân còn muốn nói điều gì, Từ Chân đã chặn lại, đó là chuyện của chúng ta. Chúng ta? Diệp Quân ngây người. Từ Chân nhìn Diệp Quân. Nếu ta cần có người giúp, người này chỉ có thể là cậu, cậu hiểu ý ta không? Diệp Quân lắc đầu, nước mắt không thể kìm nổi đã lặng lẽ rơi xuống, ta không muốn hiểu. Không muốn hiểu. Từ Chân bỗng bước tới, nhẹ nhàng hôn lên môi Diệp Quân. Lát sau, hai đôi môi tách ra, cô ta mỉm cười, cửa ải khó khăn này, ta và cậu cùng nhau vượt qua, không gọi người giúp, được không? Diệp Quân vẫn lắc đầu nguầy nguậy, hắn nắm chặt tay Từ Chân. Ánh mắt tràn đầy kiên định, nếu tỷ có nguy cơ phải chết, ta sẽ gọi người, nhất định sẽ gọi. Từ Chân hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nói, nhưng nếu cậu gọi người tới, thì sẽ không bao giờ có thể vô địch. Diệp Quân nhìn Từ Chân, vì tỷ, ta tình nguyện làm một kẻ mang tiếng ăn bám, đến khi đó, tỷ đừng chê ta yếu là được. Từ Chân cúi đầu, nước mắt bỗng lã chã như châu ngọc lăn trên má. Nhưng khi cô ta ngẩng lên, khuôn mặt lại tràn đầy ý cười, đột nhiên, cô ta nhón gót hôn lên môi Diệp Quân. Cô gái đỏ máu kia trừng mắt nhìn chằm chằm Từ Chân và Diệp Quân, thời khắc này, trong lòng cô ta chợt trỗi dậy một niềm bất an, hơn nữa, nỗi bất an này ngày càng mãnh liệt. Cô gái đỏ máu đó nhìn Diệp Quân, nói kẻ này là một biến số, ta sẽ huy động vũ trụ kiếp kiểm chân thần, người giết hắn. Dứt lời, cô ta lập tức hành động. Ầm ầm. Từ kiếp giới xa xôi, vũ trụ kiếp đang bị Từ Chân trấn áp bỗng chốc sôi trào, ngay sau đó, từng luồng sức mạnh hủy diệt đất trời đánh thẳng vào sức mạnh trấn áp mà Từ Chân để lại đó. Cũng vào lúc này, toàn bộ chư thiên vạn giới cùng chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên đều cảm nhận được một luồng uy lực khổng lồ đè lên. Tất cả mọi sinh linh đều run rẩy. Vũ trụ kiếp. Vũ trụ kiếp từ chúng sinh mà xuất hiện, bởi vậy, khi kiếp này bùng nổ, toàn bộ sinh linh trong vũ trụ bất kể cách xa cỡ nào, đều giống như đứng cùng một chỗ, cảm thụ rõ ràng uy lực khủng bố của vũ trụ kiếp. Dưới uy lực này, cho dù là mệnh vận đại đế và các thần linh vũ trụ cũng đều nhỏ bé như con kiến mà thôi. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ vô tận đều như bị ngày diệt vong bao phủ. Chúng sinh run sợ. Cô gái áo bào trắng thoáng trầm ngâm, bước lên trước một bước, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Quân. Cô ta đang định nói gì thì Từ Chân đột nhiên xòe tay phải, nhẹ nhàng hất lên một cái. Thoáng chốc, thời không bốn phía kịch liệt run lên, sau đó, từng luồng sức mạnh thần bí bất chợt chém về phía đám cường giả ở đây. Cô gái áo bào trắng nheo mắt, ngự. Giây lát,
trên đỉnh đầu đám cường giả ở đây đều xuất hiện một bóng mờ thần bí mang hình dáng một tấm chắn màu đen, những tấm chắn màu đen này chống đỡ toàn bộ những luồng sức mạnh bổ xuống họ. Cô gái áo bào trắng nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, chết. Trong cơ thể Diệp Quân, một ngọn lửa vô danh đột nhiên bùng lên, nháy mắt đã thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, cuối cùng, nó bao vây chặt lấy toàn thân và cả linh hồn hắn. Trước mặt cô gái áo bào trắng này, hắn hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Giờ khắc này, sức mạnh của Từ Chân lại đang dồn để trấn áp vũ trụ kiếp. Nhưng cũng ngay thời khắc hung hiểm đó, một hơi thở khủng bố từ trong người Từ Chân bùng phát ra ngoài, đồng thời, mái tóc đen nhánh của cô ta dần chuyển sang màu trắng bạc. Thấy thế, cô gái đỏ máu kia co rút con ngươi, kinh hãi hô lên, cô muốn vứt bỏ nhân tính. Cô gái áo bào trắng nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, hai mắt híp lại. Tay phải của Từ Chân đang đặt trên vai Diệp Quân. Ngọn lửa vô danh lập tức bị Từ Chân trấn áp biến mất. Từ Chân buông tay khỏi Diệp Quân. Khi thấy từng sợi tóc đen nhánh của Từ Chân dần biến thành sợi bạc, Diệp Quân ngây người. Không chỉ có thế, đáy mắt Từ Chân cũng dần mất đi sự dịu dàng, từ từ trở nên lạnh lẽo. Song rất nhanh, sự lạnh lùng lại biến thành dịu dàng, Từ Chân nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Quân, hôn nhẹ lên môi hắn rồi nói khẽ, ta lưu lại một tia nhân tính cuối cùng của mình cho cậu, cậu còn ở đây, ta chính là Từ Chân, cậu không còn, ta chính là Chân Thần. Chân Thần. Diệp Quân nhìn Từ Chân trước mặt, đầu óc như trống rỗng. Nhưng cũng vào lúc này, Từ Chân bất chợt lắc mình, thoáng chốc, cô ta đã xuất hiện trước mặt cô gái áo bào trắng kia. Từ Chân cúi đầu, nhìn chằm chằm cô gái áo bào trắng, đáy mắt không một tia cảm xúc. Hai cô gái đối diện với nhau. Cô gái áo bào trắng thản nhiên nhìn, đáy mắt không một tia sợ hãi. Chỉ cần chính cô ta không muốn chết thì cô ta sẽ không thể chết được. Cho dù trước mắt chính là Chân Thần đã bỏ đi nhân tính. Nhưng mà, người bên cạnh cô ta sẽ phải chết. Lúc này, cô gái đỏ máu bỗng hùng hổ cất lời, cô ra tay ngăn cản cô ta nhất định có thể thoát khỏi khốn cảnh. Cô gái áo bào trắng khẽ lắc đầu, muộn rồi. Cô gái đỏ máu đột nhiên biến sắc, sao có thể? Như vừa nghĩ tới điều gì, cô ta quay phát về phía Từ Chân, người điên rồi sao? Ngươi! Từ Chân vẫn không hề đếm xỉa, chỉ nhìn chăm chú vào cô gái áo bào trắng trước mặt. Cô ta đang đợi người phụ nữ này trả lời. Kết quả xấu nhất là đổ bể toàn bộ, ai cũng đừng hòng thoát. Cô gái áo bào trắng trầm mặc hồi lâu rồi quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, người kia, mang một tia nhân tính cuối cùng của vị chân thần này. Cô gái áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Quân hồi lâu rồi mới rời mắt nhìn sang Từ Chân, trăm năm. Cô tranh thủ được trăm năm cho cậu ta, cô nghĩ trong vòng trăm năm, cậu ta có thể vượt ra khỏi đại đạo. Từ Chân cũng nhìn cô gái áo bào trắng, có lẽ, không cần đến trăm năm. Cô gái áo bào trắng nhìn vào mắt Từ Chân một hồi rồi gật đầu, vậy thì bọn ta sẽ chống mắt đợi xem. Nói xong, cô ta xoay người, trước mặt cô ta, một tuế nguyệt trường hà xuất hiện, cô ta chậm rãi bước về phía nó. Cô gái đỏ máu kia đột nhiên cả giận. Quát cho nên cô định cứ thế buông tha. Cô gái áo bào trắng dừng bước, trầm mặc một lát mới trả lời, hiện giờ cô ta có 9 phần là thần tính, ta không thể làm gì được cô ta. Cô gái đỏ máu kia trợn mắt nhìn cô gái áo bào trắng chòng chọc, hai ta hợp tác cũng không được. Cô gái áo bào trắng lắc đầu, không được. Cô gái đỏ máu kia chỉ vào Diệp Quân ở nơi xa xa, sắc mặt trở nên dữ tợn, giết hắn thì sao? Cô gái áo bào trắng lại lắc đầu, sau lưng người đó có 4 vị kiếm tu, 4 vị kiếm tu này đều có 9 phần thần tính, cho nên, giết không được. Cô gái đỏ máu kia híp mắt, sắc mặt càng trở nên dữ dằn. Cô gái áo bào trắng nhẹ giọng nói, ác đạo, nếu cô ta lại trấn áp ngươi một lần, kiếp sẽ mãn, tối đa là trăm năm, khi đó, áp cũng không thể áp, thiện ác hợp thể, hai ta hợp tác, có thể giết được cô ta. Nói đến đó. Cô gái áo bào trắng quay đầu liếc nhìn Diệp Quân, còn về phần người này, cậu ta còn gọi người tới giúp một lần nữa thôi thì đời này không còn khả năng vô địch. Dứt lời, cô ta bước vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Những vị cường giả có mặt ở nơi này cũng lũ lượt bước vào Tuế Nguyệt Trường Hà, nhưng trước khi đi, bọn họ đều ngoảnh lại liếc nhìn Diệp Quân một cái. Người này mà chết, vị chân thần kia sẽ triệt để mất nhân tính,
mà chân thần tuyệt sạch nhân tính hẳn sẽ không tiếp tục trấn áp vũ trụ kiếp. Cô gái đỏ máu liếc nhìn Từ Chân, ánh mắt đầy thương hại, vì một gã đàn ông mà lấy chính bản thể của mình đi trấn áp ta, cô thật là khờ, cô nhất định sẽ thua ván cược này thôi, gã đàn ông này, trong vòng trăm năm tuyệt đối không có khả năng vô địch. Dứt lời, thân thể cô ta cũng dần hóa hư ảo. Từ Chân đứng trầm mặc hồi lâu, mái tóc màu bạc xóa tung trên vai, lát sau, cô ta cất bước chậm rãi đi về phía hư không. Diệp Quân vội cất tiếng gọi, Chân tỷ. Từ Chân dừng lại. Diệp Quân bước tới sau lưng Từ Chân, nhưng chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú, không nói một lời. Từ Chân vẫn quay lưng về phía hắn, giọng nói dần trở nên lạnh lẽo, còn nhớ những lời ta mới nói không? Đó là chuyện của chúng ta. Diệp Quân gật đầu, ta biết, trăm năm sau, chỉ khi ta tới cứu tỷ thì mọi việc mới có ý nghĩa với tỷ. Từ Chân nắm chặt hai tay, lẳng lặng không nói. Diệp Quân tiếp tục, ta còn biết, tỷ làm như vậy là vì không muốn để ta gọi người tới giúp. Cha ta gọi người hỗ trợ, ông ấy vẫn có thể phá thần, bởi vì người ông ấy gọi là cô ta. Phần nhân tính duy nhất của cô chính là ông ấy, cho nên, dù ông ấy gọi người tới giúp thì cuối cùng vẫn có thể phá được thần trong tâm, nhưng ta thì khác, phần nhân tính của cô không phải là ta, nhân tính của cha cũng không phải ta. Ông nội cũng vậy. Nói đến đây, hắn hơi cúi đầu, Chân tỷ, ta hiểu hết, nhưng mà, ta vẫn không nỡ xa tỷ. Từ Chân nhìn về nơi xa, tinh không trong tầm mắt ngày càng nhòe đi, lát sau, cô ta mới nói khẽ ta ở kiếp giới chờ cậu. Dứt lời, cô ta nhấc chân bước vào hư không, mỗi bước đi, thân hình lại mờ ảo một chút. Cùng lúc đó, kiếp uy khủng bố tràn ngập khắp vũ trụ cũng dần lui đi. Diệp Quân nhìn theo bóng dáng Từ Chân ngày càng mờ nhạt, hai tay siết chặt, viền mắt ửng đỏ. Khoảnh khắc Từ Chân hoàn toàn biến mất, uy áp khủng bố tràn ngập vũ trụ cũng đột nhiên biến mất sạch sẽ. Vũ trụ lại một lần nữa trở về trạng thái bình thường. Diệp Quân cứ đứng đó nhìn theo hồi lâu trong im lặng. Từ Nhu và Từ Thụ bước tới bên cạnh Diệp Quân, Từ Nhu hỏi, ngươi tính làm gì tiếp theo đây? Diệp Quân trầm mặc một hồi mới đáp. Đi gặp chủ nhân bút đại đạo trước đã, ta cần biết rõ thân phận cô gái áo bào trắng kia. Nói đoạn, hắn cùng hai cô gái biến mất khỏi nơi đó. Ba người nhanh chóng có mặt tại núi Phạn Tịnh. Ngao Thiên Thiên thì đang ở trong tháp để tu luyện và đột phá. Trên núi Phạn Tịnh, trước cửa đại điện, chủ nhân bút đại đạo đang ngồi trên thềm đá, nhìn Diệp Quân cùng hai cô gái tới, sắc mặt ông ta vẫn bình thản như thể đã sớm dự liệu đến điều này. Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo, ông ở phe nào? Chủ nhân bút đại đạo đáp, nghiêm túc mà nói, ta không đứng về phe nào cả. Diệp Quân thoáng nhíu mày. Chủ nhân bút đại đạo nói với Diệp Quân, mục đích của cô gái áo bào trắng và đồng bọn là áp chế thiện đạo, để ác đạo hủy diệt chúng sinh trong vũ trụ, từ đó cho vũ trụ nghỉ ngơi lấy sức. Đương nhiên, bọn họ làm như vậy tuyệt đối không phải vì vũ trụ mà chỉ để bản thân có được thọ mệnh vô hạn. Diệp Quân nhíu mày, chẳng lẽ cô ta còn chưa đạt được vĩnh sinh sao? Chủ nhân bút đại đạo nói, cô ta đã vĩnh sinh, nhưng người bên cạnh cô ta thì không, cô ta cũng giống như chân thần và cha cậu đó, họ đều giữ lại một tia nhân tính. Diệp Quân trầm giọng hỏi, cô ta là ai? Chủ nhân bút đại đạo nói, đợi lát sẽ nói cho cậu biết cô ta là ai, nghiêm túc mà nói thì hành vi của cô ta cùng đồng bọn cũng tính là giữ gìn trật tự vũ trụ, bởi vì... Hủy diệt các sinh linh trong vũ trụ, tái sinh cho vũ trụ vốn cũng là một quy luật trong vận hành vũ trụ. Nói đến đó, ông ta khẽ lắc đầu, thực ra, trong tình huống bình thường, ác đạo muốn hủy diệt toàn bộ sinh linh, nhưng ác đạo biết, cô ta không thể đối địch với tất cả, bởi vậy ác đạo bèn nhờ sức của một bộ phận người mạnh nhất, cho bọn họ một lời hứa hẹn rằng mình chỉ hủy diệt toàn bộ sinh linh yếu hơn, còn đám cường giả đứng đầu như họ thì có thể được vĩnh sinh. Diệp Quân trầm giọng, cô ta còn biết mượn sức. Chủ nhân bút đại đạo trợn trắng mắt, cậu nói kiểu gì thế, tưởng đại đạo là đồ ngốc à? Ta nói cho cậu biết, hiện giờ, những cường giả mạnh nhất trong toàn bộ lịch sử vũ trụ đều đang ở phe cô ta đó. Diệp Quân hỏi, còn thiện đạo? Chủ nhân bút đại đạo trầm mặc hồi lâu mới nói, mục đích của thiện đạo là biến toàn bộ vũ trụ thành những nơi giống như hệ ngân hà này, các sinh linh đều có thể sống, nhưng lại không thể sống quá lâu. Đồng thời không thể tu hành. Diệp Quân nhăn mày. Chủ nhân bút đại đạo nhìn hắn,
mục đích của chân thần với cậu đều là trấn áp ác đạo nhưng lại muốn chúng sinh được tự do tu hành. Diệp Quân trầm ngâm, nếu chúng ta đi theo thiện đạo thì tức là... Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, tiêu diệt toàn bộ những cường giả có tu vi cao, hoặc khiến bọn họ mất sạch tu vi, phụng dưỡng ngược lại vũ trụ đã sinh ra họ, chân thần không làm được, cậu cũng không làm được, đúng không? Diệp Quân gật đầu. Quả thực, hắn không làm được. Muốn hắn tiêu diệt hết toàn bộ cường giả của vũ trụ quan huyên. Sao hắn có thể làm được? Còn việc khiến tất cả các cường giả trong vũ trụ mất hết tu vi, chuyện này càng đừng nghĩ. Đó hoàn toàn là chuyện không thể thực hiện. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, ta không đứng về phe cô gái áo bảo trắng kia, nhưng cũng không về phe các cậu, ta đứng về phe thiện đạo. Diệp Quân trầm mặc. Hắn hiểu rồi. Lựa chọn của chủ nhân bút đại đạo chính là, hy sinh các cường giả, sau đó thành lập một thế giới vũ trụ tương tự như ngôi sao màu xanh này. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, ba người chúng ta, muốn hoàn thành mục tiêu của mình đều rất khó. Nói đoạn, ông ta nhìn Diệp Quân, cậu cũng phải lựa chọn đi, chân thần kéo dài thời gian cho cậu thêm 100 năm, chính là để cậu lựa chọn, bởi vì chân thần biết, vũ trụ kiếp không thể vĩnh viễn chân áp được, cô ta phải đưa ra một lựa chọn, nhưng cô ta đã giao lại quyền lựa chọn này cho cậu. Diệp Quân im lặng, chủ nhân bút đại đạo nhìn hắn chằm chằm, thiện đạo cùng ác đạo, cậu phải chọn một. Nếu cậu chọn thiện đạo, ta sẽ trợ giúp cậu. Diệp Quân nói ngay, ta chọn thiện đạo. Chủ nhân bút đại đạo chăm chú nhìn hắn, cậu thề độc với ta trước đã, người nhà họ Dương các cậu chẳng có chút chữ tín nào hết, cả đám đều thích lừa người. Diệp Quân trầm mặc một lúc rồi nói, trừ thiện đạo, còn có lựa chọn nào khác không? Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, không có, trừ khi diệt cả đại đạo, mà diệt đại đạo, toàn bộ vũ trụ này vẫn cứ xong đời. Diệp Quân gật đầu, cho nên, ta chọn thiện đạo. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, nhưng ta không tin lời cậu. Diệp Quân nhẹ giọng nói, 100 năm, 100 năm sau, nếu ta không còn lựa chọn nào tốt hơn, ta sẽ chọn thiện đạo, một lần nữa thành lập trật tự mới tương tự như trật tự ở ngôi sao màu xanh này, ông thấy sao? Chủ nhân bút đại đạo trầm ngâm một lát rồi hỏi, thật chứ? Diệp Quân gật đầu, người nhà họ Dương ta, sẽ không lừa. Nói đến đó, hắn bỗng dừng lại. Chủ nhân bút đại đạo im lặng nhìn hắn. Diệp Quân bảo, thực ra, ông cũng không có lựa chọn nào khác, đúng không? Chủ nhân bút đại đạo nheo mắt, cậu có ý gì? Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo chăm chú, nếu ta không chọn thiện đạo, ai dám tới thanh trừ vũ trụ quan huyên cùng gia tộc họ Dương ta? Ai dám? Chủ nhân bút đại đạo chỉ im lặng. Thực ra, uy hiếp lớn nhất của vũ trụ chính là nhà họ Dương này. Nhà họ Dương không gật đầu, ai dám tới thanh trừ nhà họ. Đập bể đầu ngươi luôn. Bất kể muốn chọn thiện đạo hay ác đạo, chỉ cần ngươi muốn thành lập một trật tự mới, nhất định phải nhận được sự đồng ý của nhà họ Dương. Nhà họ Dương mà không chấp nhận thì trật tự gì cũng chỉ là nói chơi thôi. Bởi vậy, người thành lập trật tự mới chỉ có thể là người nhà họ Dương. Chủ nhân bút đại đạo liếc nhìn Diệp Quân, ánh mắt đầy phức tạp, ta biết cậu nghĩ gì. Nhưng cậu cần hiểu, người sống, vũ trụ không thể sống, vũ trụ không sống nổi thì người còn có thể sống sao? Nếu có lựa chọn khác, ta cũng mong muốn toàn bộ sinh linh đều có thể tiếp tục sống, đồng thời tự do tu luyện, tự do theo đuổi đại đạo, theo đuổi trường sinh, nhưng mà, nếu người người đều theo đuổi mục đích trường sinh thì vũ trụ không đủ sức cung cấp. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. Nói đoạn, hắn nhìn chủ nhân bút đại đạo, vậy người phụ nữ đó là ai? Có thể giết chết không? Chủ nhân bút đại đạo trầm mặc hồi lâu mới nói, là tông chủ của quá khứ tông, từng chu diệt toàn bộ một thời đại. Nói đến đó, ông ta nhìn Diệp Quân, thực ra cũng có chút quan hệ với cậu đấy. Diệp Quân tức thì nhíu mày. Có mối quan hệ với mình. Nghe chủ nhân bút đại đạo nói thế, Diệp Quân lộ vẻ nghi hoặc. Chủ nhân bút đại đạo bèn giải thích, quá khứ tông từng xuất hiện ở thời đại của cha cậu. Diệp Quân nhăn mày, từng xuất hiện ở thời đại của cha ta. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, nhưng không nói thêm điều gì. Thấy chủ nhân bút đại đạo không muốn nhiều lời về vấn đề này, Diệp Quân cũng không tiếp tục hỏi tỉ mỉ, hắn nhìn ông ta, ông thật lòng tình nguyện trợ giúp ta. Chủ nhân bút đại đạo nói, nếu cậu cũng thật tình muốn sáng lập một trật tự hoàn toàn mới, để vũ trụ này trở nên tốt hơn,
ta cũng sẽ thật lòng tình nguyện trợ giúp cậu. Diệp Quân nhìn thẳng vào mắt chủ nhân bút đại đạo, ông định trợ giúp ta như thế nào? Hoặc nói cách khác, ông làm thế nào để hỗ trợ ta? Diệp Quân biết rõ, nếu muốn hắn dùng thực lực cá nhân đi đối kháng toàn bộ đám cường giả trong Tuế Nguyệt Trường Hà đó thì quả là một chuyện không thực tế. Nhưng hiện tại hắn không thể gọi người hỗ trợ, bởi vậy, lúc này hắn phải quảng giao bạn bè, làm lớn mạnh đội ngũ của mình. Thành lập trật tự vũ trụ là chuyện của một cá nhân sao? Không. Một người, tuyệt đối không có khả năng thành lập một trật tự. Dù là cô váy trắng cũng không làm được, tất nhiên, cô có thể hủy diệt vô số trật tự. Bởi vậy, hắn muốn tìm sự trợ giúp. Hắn phải kêu gọi toàn bộ những nhân tài khắp nơi tới hỗ trợ hắn cùng đối kháng với ác đạo, cùng nhau thành lập một trật tự mới. Đặc biệt là vị chủ nhân bút đại đạo này, hắn nhất định phải lấy được sự ủng hộ của ông ta, không thể để ông ta nhảy sang phe địch được. Chủ nhân bút đại đạo trầm ngâm một hồi rồi nói, cậu chỉ có 100 năm, 100 năm. Diệp Quân chợt lắc đầu, ta không có đến 100 năm, nếu ta đoán không sai thì chẳng mấy nữa. Những cường giả bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà của lịch sử sẽ tới nhằm vào ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho ta đủ trăm năm trưởng thành, vì thế, hiện giờ, việc cấp bách nhất của chúng ta là làm thế nào để chống lại bọn họ. Nói đến đây, hắn nhìn thẳng vào chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo biến sắc, cậu nhìn ta làm gì? Cậu nghĩ rằng ta có thể đánh được toàn bộ bọn chúng sao? Diệp Quân nghiêm mặt nói, ông là người số một bên dưới tứ kiếm. Nếu ông cũng không thể ngăn cản bọn họ thì chúng ta còn nói thành lập trật tự mới làm gì? Bởi vì bọn họ nhất định sẽ tới tấn công ta, khi đó, ta chẳng còn thời gian mà trưởng thành đâu. Cho nên, việc này chỉ có thể nhờ ông, phiền ông tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, giữ chân bọn họ, cho ta chút thời gian. Từ từ đã. Chủ nhân bút đại đạo càng nghe càng thấy không ổn, ông ta vội nói, việc này cần bàn lại kỹ hơn, cần bàn lại đã. Diệp Quân gật đầu, vậy ông nói đi, ta nghe lời ông. Chủ nhân bút đại đạo liếc nhìn Diệp Quân, lòng dấy lên một cảm giác bất ổn, ông ta cảm thấy dường như mình đã leo lên thuyền giặc rồi. Từ Nhu đứng sau lưng Diệp Quân, nhìn hắn với ánh mắt đầy phức tạp. Nàng ta còn lo sau khi Từ Chân đi rồi, Diệp Quân sẽ chán trường buông xuôi thật lâu, thậm chí có khi còn không gượng dậy nổi, nhưng thực tế không phải như vậy. Hiện giờ nàng ta đã hiểu vì sao đại tỷ lại chọn người này. Quả thực hắn còn rất trẻ, nhưng chỉ cần ngươi chịu dạy hắn, cho hắn thời gian học hỏi, hắn có thể làm được rất tốt. Trước kia nàng ta luôn đứng ở trên cao nhìn xuống hắn, lấy góc độ đó quan sát hắn, tất nhiên chỉ thấy toàn là khuyết điểm. Nhưng nếu nhìn thẳng, Diệp Quân quả thực rất xuất sắc. Đúng lúc này, chủ nhân bút đại đạo bỗng lên tiếng. Ta đã tính qua các cường giả ở chân vũ trụ cùng vũ trụ quan huyên, cường giả hai vũ trụ này hợp lại cũng không thể ngăn được đám quái vật ở trong Tuế Nguyệt Trường Hà của lịch sử, vì thế, chúng ta còn phải tìm kiếm thêm trợ giúp. Diệp Quân híp mắt, ai? Chủ nhân bút đại đạo liếc nhìn Diệp Quân, nói, lần này cậu phải hy sinh một tí mới được. Diệp Quân thoáng ngạc nhiên, hy sinh. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, đúng, hy sinh. Diệp Quân trầm giọng hỏi, hy sinh cái gì? Chủ nhân bút đại đạo xòe tay, bản đồ vũ trụ đang ở trong tay cậu đúng không? Diệp Quân không nghĩ nhiều, đưa ngay bản đồ vũ trụ cho chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo phất tay áo, bản đồ vũ trụ mở ra, ông ta chỉ vào một góc phía nam, nói, chỗ này có một đế quốc cổ xưa, gọi là đế quốc Vĩnh Dạ. Đế quốc này nắm giữ một loại năng lượng đặc thù, có tên là khí vĩnh hằng, chỉ đứng sau đạo nguyên và tổ nguyên. Thực lực của họ có thể nói thế này, nếu chân vũ trụ không được coi là chân vũ trụ thì khi đối mặt với họ, hoàn toàn không có phần thắng. Đặc biệt là quân đoàn Vĩnh Dạ của họ, đó là một quân đoàn khủng khiếp do Đại Đế tạo thành, vô cùng đáng sợ. Diệp Quân hỏi, ý ông là, ta nên liên minh với họ. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, bọn họ sẽ không liên minh với cậu đâu. Diệp Quân không hiểu, vì sao? Cần biết rằng, nếu vũ trụ kiếp bùng nổ, bọn họ cũng khó lòng tránh khỏi. Chủ nhân bút đại đạo hỏi, đối tượng của Tuế Nguyệt nghịch lưu giả là cậu hay là bọn họ? Diệp Quân khẽ thở dài. Nếu đổi lập trường, là mình cũng không muốn liên minh. Nhân tính vốn là như thế. Chủ nhân bút đại đạo nói, muốn liên minh cũng không phải không có khả năng.
Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo, ta cần hy sinh cái gì? Chủ nhân bút đại đạo bình thản nói, thân thể. Hả? Diệp Quân chau mày. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, liên minh không được, nhưng có thể kết thân qua liên hôn. Liên hôn, ta đi đây. Diệp Quân trầm giọng, không phải ông định bảo ta đi liên hôn đấy chứ? Chủ nhân bút đại đạo hỏi ngược lại, ngoài cậu ra thì còn ai? Diệp Quân vội lắc đầu, không không. Hắn vội vàng kéo Tử Nhu và Tử Thụ bên cạnh, nghiêm túc nói, ở nơi này, trong lòng ta chỉ có Tiểu Nhu và Tiểu Thụ. Chủ nhân bút đại đạo ngán ngẩm nhìn hắn, không nói lời nào. Tử Nhu liếc nhìn Diệp Quân, hỏi thế còn ở nơi khác? Diệp Quân cười khổ, nhìn Tử Nhu, chẳng lẽ tỷ muốn ta đi liên hôn sao? Tử Nhu quay đầu đi chỗ khác, nói không chừng chính ngươi muốn đi thì sao? Nói xong, nàng ta muốn giật tay ra, nhưng Diệp Quân không chịu buông, nàng ta dùng rằng mấy cái rồi thôi. Nghe Tử Nhu nói thế, Diệp Quân chỉ biết cười khổ. Tử Nhu thật khó đối phó. Diệp Quân lại quay sang nhìn Tử Thụ, đang định nói gì thì Tử Thụ đã nở nụ cười như có như không, nhớ đâu đối phương là một tuyệt thế giai nhân thì sao? Diệp Quân nghiêm túc giữ chặt tay hai cô gái, mỉm cười, người ta có xinh đẹp thế nào thì cũng đâu có liên quan gì đến ta. Trong lòng ta, chỉ các tỷ mới là quan trọng nhất. Lúc này, chủ nhân bút đại đạo đột nhiên khinh bỉ nói, nếu không biết cậu đã có thật nhiều vợ thì có khi ta cũng tin rồi đấy. Diệp Quân, chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, nghiêm mặt nói, thôi cậu đừng đứng đó diễn tình sâu như biển nữa, nghe ta nói cho hết đã được không? Đứng đầu đế quốc Vĩnh Dạ này là gia tộc Vĩnh Dạ, bọn họ có huyết mạch đặc thù, là huyết mạch Vĩnh Dạ, cũng gần giống như huyết mạch Viêm Hoàng của cậu, hơi kém hơn huyết mạch Phong Ma và huyết mạch còn lại kia của cậu một chút. Cậu có ba huyết mạch trong người, nếu kết hợp với họ, có thể sẽ tăng mạnh được huyết mạch của họ, ta tin rằng, bọn họ hẳn là không thể từ chối đề nghị này. Diệp Quân trầm giọng, tiền bối, ta muốn theo con đường vô địch. Chủ nhân bút đại đạo khẽ thở dài, cậu lại cổ hủ rồi. Ông nội cậu cùng với cha cậu mặt dạn mày dày hơn cậu, lẽ nào bọn họ không vô địch sao? Kết hôn thì ảnh hưởng đến con đường vô địch của cậu sao? Diệp Quân trầm mặc. Chủ nhân bút đại đạo tiếp tục nói, có đế quốc Vĩnh Giả hỗ trợ, chân vũ trụ cùng vũ trụ quan huyên có thể bớt được rất nhiều hy sinh vô nghĩa. Hơn nữa, bọn họ còn có một đại trận Vĩnh Giả, trận pháp này cực kỳ đặc thù. Có thể phong ấn cả một khoảng thời không vũ trụ, trấn áp cảnh giới của đám cường giả vũ trụ đi tới nơi này, làm suy yếu thực lực của họ. Diệp Quân hỏi, tiền bối, không thể liên minh sao? Chủ nhân bút đại đạo khẽ lắc đầu, ta biết lòng cậu không muốn, nhưng cậu hãy nghĩ kỹ đi, chuyện đám tuế nguyệt nghịch lưu giả này ghim cậu đâu có liên quan gì tới đế quốc Vĩnh Giả. Nếu cậu không thể mang lại lợi ích cho họ, sao bọn họ chịu giúp cậu? Diệp Quân vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, chỉ có thể liên hôn thôi sao? Chủ nhân bút đại đạo nói, tạm thời ta chỉ mới tìm được cách này, hơn nữa người ta cũng không nhất định đồng ý đâu, gia tộc Vĩnh Dạ này ở trong đế quốc thực sự vô cùng kiêu ngạo. Diệp Quân trầm ngâm. Lúc này, Tử Nhu đột nhiên nói, đi thử chút đi. Diệp Quân nhìn về phía nàng ta, Tử Nhu bảo, trước tiên cứ tới xem thế nào đã. Diệp Quân không nói gì. Tử Nhu ngập ngừng giây lát rồi nói, cũng không hẳn là muốn ngươi hy sinh thân thể, ta chỉ nghĩ, chúng ta có thể tới trao đổi với họ thử xem, ngươi chớ có nghĩ nhiều. Diệp Quân mỉm cười, ta biết. Tử Nhu lặng lẽ nhìn hắn. Diệp Quân nhìn sang phía chủ nhân bút đại đạo, nói tiền bối, bất kể thế nào, chúng ta cũng phải tới đế quốc Vĩnh Dạ này một chuyến, vậy khi nào chúng ta đi? Chủ nhân bút đại đạo nói, ngày mai đi, hôm nay ta có chút chuyện. Diệp Quân gật đầu, vậy ngày mai gặp. Chủ nhân bút đại đạo cũng gật đầu, được. Diệp Quân cùng hai cô gái rời khỏi đó. Chủ nhân bút đại đạo nhìn theo bóng ba người xa dần, đáy mắt thoáng một tia lo âu. Cục diện ngày nay thật càng lúc càng tệ. Đúng lúc này, một gã hòa thượng mập mạp chợt đi tới, chỉ vào chủ nhân bút đại đạo, giận dữ mắng to, người lại làm biếng nữa, có còn muốn ăn cơm không hả? Chủ nhân bút đại đạo liếc nhìn hòa thượng mập. Sau đó chỉ vào con sư tử đá nặng nghìn cân trước mặt, ngươi xem cái này đi. Nói đoạn, ông ta vỗ lên con sư tử đá một cái. Sư tử đá nặng nghìn cân lập tức hóa thành bụi đá. Thấy thế,
gã hòa thượng mập sợ đến ngồi phịch xuống đất, mẹ ơi. Chủ nhân bút đại đạo lại bước tới chỗ con sư tử đá bên kia, vỗ xuống một cái. Sư tử đá này cũng hóa thành bụi. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn về phía gã hòa thượng mập đã sợ đến tái mặt, ta không muốn ăn cơm đấy, ngươi giỏi thì đánh ta đi. Hòa thượng mập. Diệp Quân cùng Từ Nhu và Từ Thụ đi tới căn hộ của Từ Chân trước kia. Khi bước vào phòng, đáy lòng ba người chợt trào lên một nỗi chua xót khôn kể. Diệp Quân bỗng bước tới trước bàn đọc sách, trên bàn có một phong thư và một quyển sách. Diệp Quân liếc nhìn bìa sách, đó là cuốn sách cuối cùng do Từ Chân viết. Là bản đã hoàn thành. Diệp Quân cầm lá thư lên, do dự giây lát rồi mở ra. Hi hi, ta biết ngay mọi người sẽ lại về nơi này mà, vốn cũng muốn nói thật nhiều, nhưng luôn cảm thấy như vậy thì quá là kiểu cách, vậy nên chỉ nói một câu, này nhóc, thật muốn được say túy lúy với cậu một lần nữa, thật muốn một lần nữa cùng cậu tới miêu trại. Thật muốn lại được mặc bộ đồ người miêu xinh đẹp một lần nữa, hãy giúp ta chăm sóc ba muội muội của ta, đồng thời cũng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, ta đi đây. Ta đi đây. Đọc đến đó, viên mắt Diệp Quân chợt ửng đỏ, lệ trào dâng. Từ Nhu đứng bên cạnh hắn lặng lẽ nắm tay Từ Thụ, nước mắt chảy dài trên gò má hai cô gái. Hồi lâu sau, Diệp Quân nhẹ nhàng đặt lá thư trở lại phong bao của nó rồi cất vào túi. Quay đầu nhìn về phía hai cô gái, nghiêm túc nói, tỷ ấy không sao đâu. Từ Thụ khẽ gật đầu. Từ Nhu chỉ lặng lẽ cúi đầu. Diệp Quân kéo tay Từ Nhu, chân thành nói, hãy tin ta. Từ Nhu ngẩng lên nhìn Diệp Quân, nước mắt lã chã tuôn rơi. Diệp Quân nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng ta, nói, nếu như cuối cùng, những cố gắng của ta không có tác dụng, ta sẽ buông xuôi, làm vua dựa dẫm cũng được, chỉ cần tỷ ấy bình an. Ta nguyện mang tiếng là một ông vua dựa dẫm. Nước mắt Từ Nhu rơi càng mau. Diệp Quân mỉm cười, khóc gì chứ? Từ Nhu chỉ lắc đầu không nói. Diệp Quân bèn cười bảo, chúng ta đi ngủ đi. Hai cô gái tức thì đỏ mặt lên. Diệp Quân kéo hai người nằm xuống giường, hắn nằm chính giữa, thật lòng mà nói, cảm giác ấy quá thoải mái. Cảm giác này, người thường không cách nào hiểu được. Từ Nhu dường như chưa thể thích ứng. Muốn ngồi dậy, lại bị Diệp Quân kéo xuống, nằm yên nào. Từ Nhu liếc nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân bảo, ta không làm bậy đâu. Từ Nhu do dự một chút rồi cũng chịu nằm xuống, song nàng ta vẫn giữ một khoảng cách nhỏ. Diệp Quân bỗng nói, ngày mai hai người cùng ta đến đế quốc Vĩnh Dạ chứ. Từ Nhu lắc đầu, không đi. Diệp Quân nhìn sang, Từ Nhu nhẹ nhàng nói, hai chúng ta phải về chân vũ trụ. Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến với đám cường giả của Tuế Nguyệt Trường Hà. Diệp Quân gật đầu, chân vũ trụ quả thực rất cần hai người trở về chủ trì đại cục. Nói đến đây, hắn bỗng quay sang phía Tử Thụ, Tiểu Thụ. Tử Thụ mỉm cười, yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho bản thân và đứa nhỏ thật tốt. Diệp Quân đặt tay lên bụng Tử Thụ thoáng đỏ mặt, nhưng không ngăn cản hắn. Nàng ta không phải hạng người thích ra vẻ. Dù sao cũng đã là người của hắn, cho sờ một cái thì cũng có gì đâu. Diệp Quân nhẹ nhàng vuốt ve bụng Từ Thụ, cười bảo, thực ra ta cũng không thể ngờ mình sẽ được làm cha sớm như thế. Từ Thụ nhìn hắn, có thích không? Diệp Quân gật đầu, thích chứ? Từ Thụ mỉm cười, nhưng đột nhiên nàng ta lại trừng mắt với Diệp Quân một cái, bởi vì tay Diệp Quân đang dần di chuyển xuống dưới. Thấy Diệp Quân không có ý định dừng lại, mặt Từ Thụ càng đỏ gắt hơn. Lúc này, Từ Nhu bỗng lên tiếng, hai người tiếp tục đi. Ta sang phòng khác. Nói xong, nàng ta định đứng lên. Từ Thụ trừng mắt với Diệp Quân một cái rồi vội vàng nháy mắt ra hiệu. Diệp Quân kéo tay Từ Nhu lại, sắc mặt Từ Nhu vẫn bình lặng như nước, không nói lời nào. Diệp Quân kéo Từ Nhu nằm xuống, nhẹ giọng nói, chúng ta tâm sự chút đi. Lần này từ biệt, chẳng biết bao lâu nữa mới có dịp gặp lại. Từ Nhu trầm mặc một hồi mới chậm rãi đặt lưng xuống, người có tin được chủ nhân bút đại đạo không? Diệp Quân gật đầu tin. Từ Nhu nhìn hắn, vì sao? Diệp Quân nói, nếu ông ta có ý hại ta tin rằng cô ta sẽ không chỉ trấn áp ông ta thôi đâu, càng không thể nào thả ông ta ra như thế. Từ Nhu trầm ngâm. Diệp Quân tiếp tục nói, người này tâm tính không xấu, chúng ta có thể hợp tác với ông ta,
chí ít là không thể để ông ta ngả sang bên quá khứ tông kia. Từ Nhu gật đầu, nếu chủ nhân bút đại đạo mà gia nhập phe quá khứ tông thì bên này sẽ ở vào thế vô cùng bất lợi. Chợt nhớ tới một điều, Từ Nhu lại nhắc thực lực của đế quốc Vĩnh Dạ. Diệp Quân nói, trước kia Trần Tỷ cũng từng đề cập tới nơi này có cấm chế cực mạnh, bọn họ không cho người ngoài xâm nhập, mà chính họ cũng không ra ngoài. Nói đến đây, hắn trầm giọng, nếu chủ nhân bút đại đạo không nói dối, thì chúng ta quả rất cần đại trận Vĩnh Dạ của họ. Đại trận Vĩnh Dạ, thực lực của đám cường giả của Tuế Nguyệt Trường Hà kia quá khủng khiếp, nếu đánh trực diện, chỉ sợ chân vũ trụ cùng vũ trụ quan huyên đều không địch nổi. Diệp Quân thoáng lo lắng trong lòng, trận chiến này, hắn không nắm chắc phần thắng, một tia cũng không. Đặc biệt là phe địch còn có một vị tông chủ quá khứ tông kia. Nghĩ tới cô gái áo bào trắng, tông chủ quá khứ tông, tâm tình của hắn càng trở nên nặng nề, thực lực của kẻ này thật sự khủng bố đến khó tưởng. Từ Nhu dường như đã nhận ra nỗi bất an trong lòng Diệp Quân, bèn chủ động nắm tay hắn, nhẹ nhàng nói, bất kể thế nào, chúng ta sẽ luôn kề vai bên ngươi. Diệp Quân nhìn sang phía Từ Nhu, nhưng Từ Nhu đã vội vã quay mặt đi. Diệp Quân cười cười, chậm rãi nhắm mắt. Con đường vô địch. Con đường này, dĩ nhiên vô cùng khó đi. Lại nghĩ tới điều gì, Diệp Quân bỗng lên tiếng, Tiểu Nhu, sau khi trở về, nhớ liên hệ với dì Niệm, kể lại mọi chuyện cho dì ấy nhé. Mộ Niệm Niệm, vũ trụ quan huyên cũng cần chuẩn bị sẵn sàng. Từ Nhu gật đầu, vấn đề của chân vũ trụ với vũ trụ quan huyên không cần ngươi phải bận tâm đâu, ta sẽ xử lý chu toàn. Diệp Quân cười nói, ta tin tưởng tỷ. Thấy nụ cười rạng ngời của Diệp Quân, trái tim Từ Nhu dường như đập gấp lên một nhịp, nàng ta vội quay đầu đi. Cứ thế, ba người trò chuyện đến khuya, cho đến khi cơn buồn ngủ kéo tới mới từ từ chìm vào giấc mộng. Đối với Diệp Quân, đây quả là một sự dày vò sâu sắc. Lúc này hắn mới bắt đầu hối hận vì đã nằm chung giường với hai cô gái. Bởi vì thực sự không tiện làm bất cứ điều gì. Làm gì với người này, người kia sẽ đi mất, nếu làm với người kia, người này lại muốn rời khỏi đây. Quá khó. Cứ thế, trong niềm hạnh phúc lẫn dày vò, Diệp Quân cũng chìm vào giấc ngủ. Ai dám không nể mặt ta? Hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp Quân đã từ từ thức giấc, hắn liếc nhìn ra cửa sổ, ngoài kia vẫn còn tối đen. Lúc này, dường như nhận ra điều gì, hắn vội nhìn xuống ngực. Thấy Từ Nhu đang nằm trong lòng mình ngủ say. Từ Nhu vẫn vận bộ sườn xám đặc trưng của ngôi sao màu xanh, vóc người nóng bỏng hiển lộ hoàn toàn. Thấy thế, ngọn lửa trong lòng Diệp Quân từ từ cháy lên. Do dự giây lát, hắn điều chỉnh vị trí, rồi chậm rãi cúi đầu hôn lên môi Từ Nhu. Rất mềm. Đúng lúc này, Từ Nhu chậm chậm mở mắt, nhìn thẳng vào Diệp Quân, không nói lời nào. Không nói gì tức là đồng ý. Diệp Quân bắt đầu có hành vi càn rỡ hơn. Miệng động, tay cũng động. Nhận thấy bàn tay Diệp Quân bắt đầu quá trớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 46.